Phần 5. Phần 5 là phần chuyển tiếp. 2 phần 3 bàn về đề tài đã bỏ qua hoặc chỉ đề cập sơ lược khi thành lập Thành Quốc. 1 phần 3 còn lại miêu tả triết gia kiến thức và phương pháp của triết gia, tiếp tục qua phần 6 và 7. Yêu cầu giải thích hàm ý gì khi bảo vợ và con là của chung. Trước hết Socrates bàn chuyện địa vị phụ nữ trong giai cấp vệ quốc. Ông chủ trương mặc dù nam giới khỏe mạnh, mẫn cán hơn so với nữ giới, song khác biệt giữa hai giới không đáng kể đối với sinh hoạt chính trị, do vậy phụ nữ có quyền chia sẻ nhiệm vụ vệ quốc kể cả tham chiến, và cũng có quyền chia sẻ giáo dục. Tiếp đến ông bàn chuyện hôn nhân và gia đình. Ông đề nghị hủy bỏ gia đình, mặc dù vẫn nhắm vung trải tình cảm gia đình khắp giai cấp vệ quốc. Hôn nhân sẽ chỉ là nhất thời vào dịp lễ hội, cha mẹ sẽ không biết con cái cũng không biết cha mẹ. Sắp xếp táo bạo như vậy đòi hỏi vệ quốc phải tiết chế tình dục cao độ, điểm này nữ giới và nam giới như nhau. Hôn nhân đặc biệt tổ chức theo rút thăm lấy lệ, chỉ có lãnh đạo biết sự thể. Không những nữ giới tham chiến với nam giới, mà cả con hai người cũng chứng kiến chiến cuộc ở mức độ ít nguy hiểm. Về chiến tranh, phải coi mâu thuẫn giữa người Hy Lạp với người Hy Lạp như nội chiến, và vẫn phải chiến đấu. Tuy nhiên, muốn giới hạn tàn nhẫn ác hại chiến tranh nên Socrates bảo binh sĩ của ông phải cư xử trong chiến cuộc với người bên ngoài như người Hy Lạp. Cuối cùng Socrates phải đối mặt với câu hỏi liệu có thể xây dựng cộng đồng như thế không? Tới đây độc giả gặp điều nghịch lý, người yêu hiểu biết triết gia quân vương, triết gia hay triết gia quân vương, sẽ nắm quyền cai trị. Plato đưa ra thuyết hình trạng để biện minh khác biệt giữa triết gia và người yêu màu sắc, cảnh trí, âm thanh đặc biệt, bởi hiểu biết hình trạng là hiểu biết đối tượng duy nhất chân thực, bất biến, triết gia bỏ công kiếm tìm, còn hiểu biết hiện tượng đặc biệt luôn luôn thay đổi, chỉ cần quan niệm, và vì phần lớn con người chỉ là người yêu của quan niệm hoặc niềm tin, họ không phải triết gia. Tranh luận về công bình chính trực tạm ngừng sẽ trở lại ở phần 8. Tuy nhiên, các đoạn kế tiếp từ đây đến đó khá quan trọng, đưa độc giả đi sâu vào vấn đề đã đề cập. Đối với nhiều độc giả, phần kế tiếp là trái tim triết phẩm, nhận thức siêu hình trong đoạn đặc biệt nổi tiếng, xuất hiện trở lại trong nhiều đối thoại. Nhưng trước tiên độc giả trực diện với đề nghị có tính cách xã hội vô cùng táo bạo Plato đưa ra ở đây. Đúng rồi, đó là loại thành quốc chế độ mẫu người bản nhân gọi là tốt đẹp chân thực. Và bởi thế bản nhân gọi loại khác là tồi tệ, khuyết nhược, không những tổ chức chính trị sai trái, mà loại đó còn ảnh hưởng tâm tính con người sai trái nữa. Ngô Bối có thể xếp thành 4 loại. Như thế nào? Bản nhân đang định miêu tả, giải thích thuần tự hình thức xấu xa và chứng minh dường như hình thức ấy dựa vào nhau phát triển. Đúng lúc đó Polemarchus ngồi cách xa một chút, đưa tay nắm vai áo Adeimantus, kéo thân hữu về phía sau, ngả đầu phía trước ghé sát tai thì thầm. Bản nhân chỉ nghe mấy tiếng, vậy chúng mình làm thế nào hay để đương sự ra đi? Chắc chắn là không, Adeimantus đáp, lúc này lớn tiếng. Đương sự nào, bản nhân hỏi, quý hữu không muốn để ra đi. Tiên sinh chứ ai, Adeimantus hạ giọng. Tại sao lại là bản nhân? Ngô Bối nghĩ tiên sinh hờ hững, Adeimantus tiếp lời, tìm cách lỉnh khéo không bàn phần hệ trọng hơn hết trong cuộc tranh luận, do vậy khỏi phải đi vào chi tiết. Tiên sinh dường như nghĩ Ngô Bối không để ý khi tiên sinh nói qua loa như thể chuyện hoàn toàn bình thường, nguyên tắc của đồng xứ là của chung mọi người, hiển nhiên sẽ áp dụng với vợ và con. Bản nhân nói thế không phải hay sao hở Adeimantus? Phải, nhưng chỗ này cũng như mọi chỗ phải là thế nào cần giải thích. Của chung tiên sinh muốn nói thuộc loại nào? Có nhiều loại, xin cho Ngô Bối hay loại tiên sinh định nói. Bấy lâu Ngô Bối cứ đợi tiên sinh cho biết tôn ý về chuyện vệ quốc sinh con đẻ cái, con ra đời nuôi nấng, dạy dỗ ra sao, vợ con trong cộng đồng giải quyết thế nào, vì Ngô Bối thấy đây là vấn đề sinh tử đối với xã hội, phải trái khác biệt ghê gớm, cần sắp xếp đúng cách. Đó là lý do vì sao trước khi bàn luận thỏa đáng chuyện này, tiên sinh lên tiếng phê bình, chỉ trích thể chế chính trị khác. Ngô Bối quyết định tiên sinh vừa chợt nghe, không để tiên sinh bỏ đi chừng nào chưa luận bàn đầy đủ như đã làm với mọi chuyện. Quyết định như vậy cũng có phiếu của tiện nhân, Glaucon chêm lời. Thưa, chẳng cần dài dòng văn tự, Thrasymachus khẳng định tiên sinh nên hiểu Ngô Bối nhất tề đồng ý. Níu giữ bản nhân thế này quý hữu xử sự đẹp chưa? Đề tài quá ư rộng lớn quý hữu làm lại từ đầu.
Bản nhân cứ hoan hỉ nghĩ đã miêu tả thành quốc đầy đủ thâm tâm vui mừng đã để vấn đề yên nghỉ, không ai thắc mắc chi tiết bản nhân đưa ra tâm trí hí hửng may mắn làm sao Quý Hiếu chấp nhận ý kiến trình bày, rồi để bản nhân cất bước ra đi. Quý Hiếu không hiểu khơi lại vấn đề là Quý Hiếu gây ra vô vàn khó khăn. Vì nhìn thấy khó khăn vây buộc thế nào vấn đề cũng gây ra, bản nhân lẳng lặng tránh trước. Thế tiên sinh nghĩ Ngô Bối ngồi đây để làm gì? Thrasymachus hỏi, mò trăng đáy nước suy nghĩ bâng quơ, hay bàn luận nghiêm túc? Ngồi đây để bàn luận, song bàn luận có giới hạn, không bàn luận triền miên, bản nhân đáp. Tiên sinh quý mến, Glaucon tiếp lời, chỉ tới lúc nhắm mắt giã từ cõi đời người hiểu biết mới không tham dự tranh luận thế này. Xin đừng bận tâm đến Ngô Bối và cũng đừng bỏ dở vấn đề, hãy kiên nhẫn trả lời câu hỏi. Vui lòng cho Ngô Bối hay cảm nghĩ về vấn đề vợ con vệ quốc là của chung là thế nào? Con cái sau khi ra đời, bắt đầu đi học trông nom ra sao ai nấy đều biết giai đoạn đó là giai đoạn vô cùng khó khăn. Giải thích cho Ngô Bối hay việc như thế sắp đặt giải quyết làm sao? Khẳng định với Quý Hiếu, người sung sướng, giải thích khó chứ không dễ. Vì có nhiều lý do để nghi ngờ những gì Ngô Bối bàn luận từ trước tới giờ. Rất có thể có người không tin tưởng những gì bản nhân miêu tả là khả dĩ. Mà dù khả dĩ đi nữa cũng rất có thể vẫn nghi ngờ không biết có tuyệt hảo hay không. Bởi thế, ngần ngại giải quyết vấn đề, bản nhân sợ về mặt ý tưởng, Glaucon thân ái ơi, Quý Hiếu sẽ nghĩ bản nhân chỉ mơ tưởng hão huyền. Tiên sinh chẳng nên do dự. Ngô Bối là thính giả đầy thiện cảm, không khinh suất, không hoài nghi, không ác ý. Đa tạ lời vàng ý ngọc, bản nhân thầm nghĩ Quý Hiếu dường như muốn khuyến khích nâng đỡ tinh thần phải không? Thưa, đúng thế. Chết nỗi, Quý Hiếu ơi, Quý Hiếu đang làm điều trái ngược. Nếu bản nhân hiểu bản nhân đang nói gì, khuyến khích Quý Hiếu đưa ra tốt đẹp vô cùng. Nói về đề tài ý nghĩa, hấp dẫn hơn hết trước thân hiếu cố chi, sở đắc kiến thức uyên thâm, lại hiểu đang nói sự thật mình có thể nói với thái độ tin tưởng và kiên định. Nhưng làm như bản nhân sắp làm bây giờ tiếp tục tranh luận khi vẫn còn nghi ngờ chao đảo, tìm hiểu ngập ngừng, chưa đi tới kết luận dứt khoát là điều nguy hiểm và khó khăn. Nguy hiểm không phải vì bản nhân sẽ bị chê cười, sợ như vậy là trẻ con, mà vì nếu chẳng may trơn chân trượt bước trên đường đi tìm sự thật cần vô cùng và tưởng dưới chân, không những bản thân ngã mà bản nhân còn kéo bằng hiếu ngã theo. Glaucon ơi, bản nhân kính cẩn cúi đầu van xin Adrastia đừng trừng phạt mà tha thứ vì lời sẽ nói. Vì bản nhân tin tưởng vô tình giết chết một người không nặng tội bằng cố tình lừa dối con người về sự thể thực sự tốt, thực sự đúng, thực sự đẹp trước pháp luật. Đó là lý do vì sao chấp nhận nguy hiểm khôn lường bản nhân thà chạy theo kẻ thù còn hơn lãng đãng đằng sau bằng hiếu, và đó là lý do tại sao bản nhân thực sự tán thưởng hảo ý do muốn khuyến khích Quý Hiếu đưa ra. Socrates quý mến, Glaucon cười, rồi nói, nếu do tranh luận mà bị dẫn vào sai lầm chịu đựng tổn thương trầm trọng, Ngô Bối sẽ tha bổng tiên sinh về tội ngộ sát, miễn tố tiên sinh về tội gian trá, tuyên bố tiên sinh vô tội, vì tư cách trong sạch. Vậy vui lên, và tiếp tục phát biểu. Trong trường hợp ngộ sát, luật pháp khẳng định tòa án tha bổng, phạm nhân vô tội, tư cách trong sạch dù ở thế giới bên kia, bởi thế cái gì đúng với luật pháp cũng đúng với tranh luận, đúng với thế giới bên kia cũng đúng với thế giới bên này. Vậy cứ thế tiến hành, không có gì ngăn cản tiên sinh. Vậy Ngô Bối phải quay lại đề tài lần nữa và đề cập những gì đáng lẽ đề cập rồi. Nhưng dù sao theo cách này có lẽ cũng được bây giờ để phụ nữ xuất hiện trên sân khấu, sau khi nam nhi đã diễn xuất. Bản nhân sẵn sàng nói về họ vì Quý Hiếu có nhã ý yêu cầu. Theo bản nhân vì sinh ra và giáo dục như Ngô Bối miêu tả, nên nam giới không có quyền sở đắc sử dụng thiếu nhi, phụ nữ nếu không theo đường lối Ngô Bối hướng dẫn từ đầu. Chắc Quý Hiếu còn nhớ, mục đích của Ngô Bối là biến nam giới thành chó canh đàn cừu. Đúng thế. Ngô Bối tiếp tục theo đường đó áp dụng nguyên tắc tương ứng đối với việc sinh nở và giáo dục. Sau đó Ngô Bối chờ xem sắp xếp như vậy có xứng hợp với mục đích không? Tiên sinh nói thế nghĩa là thế nào? Điều bản nhân muốn nói là thế này. Chó chia ra chó đực chó cái. Là chó canh, nữ giới có phải làm nhiệm vụ tuần tra quan sát săn đuổi như nam giới không? Hay phải ở nhà vì mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng chăn dắt chó con nên không thể làm việc khác bởi thế gánh nặng trông nom canh gác đàn cừu nam giới phải kề vai. Chịu đựng.
Họ phải chia sẻ mọi nhiệm vụ, khác biệt duy nhất là nữ giới yếu hơn nam giới khỏe hơn nữ giới. Quý hiếu có thể sử dụng hai sinh vật nhằm cùng mục đích nếu không nuôi nấng, dạy dỗ cùng cung cách không? Thưa, không, không thể được. Vậy nếu sử dụng đàn ông và đàn bà nhằm cùng mục đích, ngô bối phải giáo dục cả hai cùng đường lối? Vâng. Ngô bối giáo dục đàn ông cả thể xác lẫn tâm linh. Thưa, đúng. Ngô bối cũng phải huấn luyện đàn bà cả thể dục lẫn văn hóa, huấn luyện về quân sự nữa, họ phải tập luyện như đàn ông. Như vậy là theo đúng đường lối tiên sinh phát biểu. Bản nhân nghĩ nhiều điều ngô bối đề nghị, vì mới mẻ, nếu đem ra thực hành, xem ra có vẻ tức cười, kỳ quái. Vâng, rõ ràng là vậy. Điều nào trong số quý hiếu nghĩ nực cười hơn hết, có thực phụ nữ khỏa thân tập dượt trong trường đấu vật cùng với nam giới không? Không những phụ nữ trẻ mà cả phụ nữ lớn tuổi, cũng như có nam giới lớn tuổi tới trường thể dục vẫn thích tập dượt mặc dù da thịt nhăn nheo, thân hình xấu xí nhìn chẳng đẹp mắt chút nào. Trời ơi, theo tiêu chuẩn ngày nay cảnh đó thật lố lăng. Nhưng dù sao vì đã vào đề quyết tâm nói rõ cảm nghĩ, ngô bối đừng sợ chế giễu khéo léo nhắm châm chọc cay chua sáng kiến đổi mới trong việc giáo dục phụ nữ về thể dục, văn hóa, nhất là huấn luyện họ mặc giáp y, mang vũ khí, phi ngựa như bay. Tiên sinh nói chí phải. Vì đã nhập đề, để giải quyết khó khăn thực sự, ngô bối phải chấp nhận cả thuận lẫn nghịch. Ngô bối sẽ van xin các nhà phê bình thôi sử dụng ngón nghề như thường làm châm chọc ngô bối, mà nên nghiêm túc thay đổi thái độ. Hãy nhớ không lâu, mới đây thôi, thấy đàn ông trần truồng, người Hy Lạp cũng như phần lớn dân ngoại lai nghĩ cảnh đó chướng mắt, nực cười, trong khi cảnh đó thực ra nhiều xứ coi tự nhiên, bình thường. Khi người đảo Crete khai sinh trường thể dục, sau đó người vùng Sparta dập khuôn, bắt đầu luyện tập thể dục khỏa thân, nhà hài kịch đầu óc dí dỏm thời đó chộp ngay cơ hội ngàn vàng chế giễu, móc mỉa thả dàn, chẳng rõ quý hiếu có nghĩ vậy hay không? Thưa có. Nhưng kinh nghiệm cho thấy khi tập họ nên cởi hơn mặc quần áo, cảnh tượng sẽ trông không còn tức cười, vì lý luận chứng tỏ làm vậy là hợp lý thuận tiện hơn hết. Sự thể cho thấy nghĩ bất kể cái gì cũng tức cười, trừ cái sai trái, mới dớ dẩn, lẩn thẩn làm sao. Và sự thật là người tìm cách gây cười khi thấy bất kể cái gì cũng tức cười, trừ cái xấu xa, cái sai trái, sẽ không bao giờ, khi trở lại nghiêm chỉnh, nhìn vật mình yêu thích xinh đẹp, dễ thương. Chắc vậy quá. Điều đầu tiên ngô bối phải thỏa thuận ấy là đề nghị như thế có thể thực hiện hay không? Bởi dù hỏi đùa hay hỏi thật, ngô bối phải để người ta đặt câu hỏi, nữ giới trong tập thể loài người theo lẽ tự nhiên có khả năng làm mọi việc, không thể làm việc gì, hay chỉ có thể làm một số việc của nam giới không? Nếu chỉ có thể làm một số, vậy việc quân sự có là số việc đó không? Đó là cách hay nhất để bắt đầu, và có lẽ cách tốt đẹp hơn hết, theo đó ngô bối hy vọng đạt kết luận thỏa đáng. Vâng, tương đối khá hơn cả, tiện nhân đồng ý. Sau đó nhắc lại nghi ngờ, ngô bối sẽ tự hỏi câu hỏi nhân danh nhà phê bình tưởng tượng, để quan điểm đối nghịch khỏi ở vị thế trông chênh. Xin tiến hành. Ngô bối giả dụ đương sự hỏi, Socrates và Glaucon quý mến, thực ra chẳng cần người hoài nghi bên ngoài phê bình tranh luận với quý vị. Vì ngay từ đầu trong tiến trình xây dựng thành quốc, quý vị đã thỏa thuận nguyên tắc mỗi người theo lẽ tự nhiên chỉ thích hợp với việc làm đặc biệt của mình. Vâng, ngô bối chấp nhận như vậy. Thế, đương sự sẽ tiếp tục, có sự khác biệt lớn lao theo lẽ tự nhiên giữa đàn ông và đàn bà không hở? Khi ngô bối đáp dĩ nhiên có, đương sự sẽ hỏi, quý vị không dành cho họ việc làm khác biệt để bù lại khác biệt theo lẽ tự nhiên ư? Nếu ngô bối đáp có, đương sự lại hỏi, vậy quý vị có sai lầm, mâu thuẫn với chính mình không khi tiếp tục nói đàn ông và đàn bà phải làm cùng nghề mặc dù theo lẽ tự nhiên có khác biệt lớn lao giữa hai giới? Nghe rõ chưa, hở người ngạc nhiên, quý hiếu có đủ khôn khéo trả lời chỉ trích của đương sự không? Không sửa soạn tức thì coi bộ khó chứ không dễ, tiện nhân phải vấn kế tiên sinh nhờ giải thích giúp ngô bối, rồi mới liệu bề, bất kể lý luận thế nào. Đó đúng là chỉ trích và biết bao phê bình tương tự bản nhân nom thấy từ trước, vì thế e sợ Glaucon ơi. Thấy sự thể tới gần, do vậy ngần ngại, bản nhân không thực sự có ý định dính líu vào nguyên tắc quy định việc sở hữu vợ, nuôi dạy con. Trời ơi, chắc chắn việc không dễ chút nào. Không dễ, nhưng sự thật là thế này.
bị ném xuống bể bơi hay giữa biển cả mênh mông, sự thể không khác biệt, dù thế nào quý hiếu cũng phải bơi. Vâng, đúng thế. Bởi vậy Ngô Bối cũng phải bơi, bơi hoài, cố gắng nhô đầu khỏi mặt nước trong bể tranh luận, hy vọng cá heo sẽ cõng trên lưng hoặc phép lạ phi thường cứu sống. Vâng, tiện nhân nghĩ Ngô Bối phải làm như vậy. Ngoặc kép. Ở tính xem liệu Ngô Bối có tìm ra lối thoát hay không. Ngô Bối chủ trương bản chất khác biệt phải làm việc khác biệt, đàn ông và đàn bà bản chất khác biệt, bây giờ Ngô Bối lại nói bản chất khác biệt phải theo đuổi việc làm tương tự. Đó là chỉ trích Ngô Bối sẽ phải trực diện đương đầu. Thưa, chắc chắn. Ô Clo Con, quý hiếu hiểu khả năng của nghệ thuật nói ngược mãnh liệt khủng khiếp chứ. Thưa, tại sao? Tại vì theo thiền kiến, rơi vào mà không hay, nhiều người không nhìn thấy khác biệt giữa ngụy biện hơn thua với tranh luận nghiêm túc. Họ không thể phân biệt hình thức, phân chia đề tài thành thể loại khác nhau. Bởi thế thay vì trao đổi ý kiến một cách triết học, họ lạc đề đi vào mâu thuẫn với điều đã nói. Sử dụng ngôn từ tranh biện gây gổ, không phải ngôn từ biện chứng họ không thực sự đối thoại mà chỉ áp đảo đối phương. Nhiều người đã trải qua, nhưng Ngô Bối có rơi vào cảnh đó lúc này hay không? Chắc thế quá, bản nhân sợ Ngô Bối đã rơi vào mà không hay. Như thế nào? Khi thảo luận Ngô Bối khư khư, khăng khăng bám chặt luận điểm không để bản chất khác biệt làm việc tương tự, song Ngô Bối không giải thích tương tự và khác biệt về bản chất như thế nào, ý định Ngô Bối ra sao khi đưa ra nguyên tắc bản chất khác biệt phải làm việc khác biệt, bản chất tương tự làm việc tương tự. Không, Ngô Bối chưa giải thích. Dẫu vậy, dựa trên nguyên tắc vừa kể, Ngô Bối cũng có thể tự hỏi người hói đầu và người có tóc cùng hay khác bản chất. Nếu đồng ý hai người khác nhau, Ngô Bối để người hói đầu làm thợ đóng giày, cấm người có tóc làm thợ đóng giày, và ngược lại. Như vậy là phi lý. Nhưng lý do tại sao phi lý ấy chỉ vì khi thành lập Thành Quốc, Ngô Bối chưa hề nói cùng hay khác bản chất theo nghĩa tuyệt đối, mà chỉ nghĩ trong đầu cùng hay khác bản chất thích hợp với thực chất việc làm khác biệt. Chẳng hạn Ngô Bối coi người đàn ông và người đàn bà có khả năng y khoa cùng bản chất. Đồng ý không? Thưa, đồng ý. Nhưng y sĩ và thợ mộc Ngô Bối nghĩ khác bản chất. Vâng, đúng thế, khác hẳn. Nếu người đàn ông hoặc người đàn bà có khả năng hơn người cùng giới về chức nghiệp hoặc việc làm, Ngô Bối sẽ khẳng định việc làm này phải dành cho người giới đó. Trái lại, nếu khác biệt duy nhất giữa hai người chỉ là người đàn bà thụ thai, người đàn ông khai sinh, Ngô Bối sẽ nói chứng cớ chưa đủ để chứng tỏ người đàn bà khác người đàn ông đối với mục đích Ngô Bối đang bàn, song vẫn chủ trương vệ quốc nam và vệ quốc nữ phải làm việc tương tự. Đương nhiên vậy. Sau đó Ngô Bối sẽ yêu cầu người chủ trương quan điểm đối nghịch giải thích trong tổ chức Thành Quốc nghề nào hoặc việc nào thích hợp với đàn ông và đàn bà bản chất không tương tự mà khác biệt. Câu hỏi thú vị. Có lẽ người đó sẽ lặp lại như quý hiếu vừa làm lúc nãy, trả lời ngay lúc này coi bộ khó chứ không dễ, song chẳng khó chút nào nếu có thì giờ suy nghĩ. Vâng, người đó sẽ nói thế. Vậy Ngô Bối có nên yêu cầu người nói trái ngược đi theo quan sát nếu Ngô Bối chứng minh cho thấy rõ ràng không có chức năng xã hội liên quan tới chính quyền Thành Quốc đặc biệt thuộc về đàn bà không? Nên chứ, Ngô Bối sẽ yêu cầu người đó trả lời câu hỏi. Khi nói người đàn ông có khả năng tự nhiên hoặc không có khả năng tự nhiên đối với đề tài nào đó, quý ông có ý muốn nói người đó học đề tài dễ dàng hoặc thấy đề tài khó khăn, nếu khả năng tự nhiên tốt đẹp, người đó có thể tự mình tiếp thu sau khi được chỉ dẫn qua loa, trái lại nếu khả năng tự nhiên kém cỏi, người đó không thể nhớ đã học cái gì ngay cả sau khi được chỉ dẫn cặn kẽ thực tập lâu dài không? Nếu người đó có khả năng tự nhiên, có phải tâm trí và thể xác kết hợp nhuần nhuyễn, nếu người đó không có khả năng tự nhiên, có phải tâm trí và thể xác không phối hợp khít khao, đúng không? Có phải đặc trưng đó, nhiều hơn thế nữa, là tiêu chuẩn quý ông căn cứ để phân biệt người có khả năng tự nhiên với người không có khả năng tự nhiên không? Chẳng ai có thể phủ nhận điều đó. Có hoạt động nào trên trần gian do con người thực hiện xét về mọi phương diện đàn ông không hơn đàn bà không? Ngô Bối khỏi cần kéo dài cuộc chuyện trò phí phạm thời gian đối với ngoại lệ như dệt vải, nấu nướng, làm bánh, mặt đó đàn bà được coi là giỏi giang và sẽ bị chê cười nếu đàn ông trổ tài qua mặt. Hiển nhiên là vậy, nhìn chung giới này khá hơn giới kia về mọi mặt. Đúng thế, nhiều phụ nữ giỏi hơn nhiều nam nhi trong nhiều việc làm. Nhưng nhìn chung sự thể đúng như tiên sinh nói. Bởi thế quý hiếu ơi!
không có phần việc hành chính đặc biệt cho đàn bà vì là đàn bà hay đàn ông vì là đàn ông, khả năng tự nhiên phân phát tương tự cho mỗi giới, và theo lẽ tự nhiên đàn bà dự phần làm việc như đàn ông, mặc dù trong mọi việc làm đàn bà thường yếu kém hơn đàn ông. Đồng ý. Do vậy Ngô Bối có nên giới hạn tất cả việc làm dành cho đàn ông, không dành cho đàn bà không? Làm sao được? Hiển nhiên không thể, vì bản nhân nghĩ Ngô Bối đã đồng ý người đàn bà này có thể có khả năng tự nhiên về y khoa hoặc âm nhạc, người đàn bà kia trái lại. Đúng thế. Và có người giỏi về điền kinh, có người không ưa điền kinh, có người thích đi lính, có người ghét đi lính. Tiện nhân cũng nghĩ vậy. Thế chuyện này thì sao? Có đàn bà thích triết học, có đàn bà ghét triết học, có đàn bà hung hăng, có đàn bà nhút nhát không hở. Có chứ. Vậy cũng có đàn bà đủ khả năng làm vệ quốc quý hiếu hẳn còn nhớ, vì phẩm chất tự nhiên căn cứ vào đó Ngô Bối chọn đàn ông làm vệ quốc. Vâng, đúng thế. Bởi vậy đàn ông và đàn bà có khả năng tự nhiên tương tự để làm vệ quốc, trừ điều đàn bà yếu đuối hơn đàn ông. Thưa, rõ như ban ngày. Cho nên Ngô Bối phải chọn đàn bà thích hợp để chia sẻ cuộc đời, gánh vác nhiệm vụ vệ quốc với đàn ông, vì họ có khả năng làm việc đó và bản chất đàn ông, đàn bà giống nhau. Vâng, cùng bản chất nên theo đuổi cùng việc làm, phải không? Chứ gì nữa? Đi một vòng quay lại điểm trước đây, Ngô Bối đã đồng ý theo lẽ tự nhiên nữ vệ quốc nên chia sẻ thụ huấn thể dục và văn hóa với nam vệ quốc. Chuyện đó coi như đương nhiên. Như vậy quy định của Ngô Bối khả thi, không phải mơ hồ, vì phù hợp với tự nhiên. Sở dĩ có vẻ không tự nhiên ấy là vì thực hành hiện tại trái ngược với quy định. Xem ra có vẻ vậy. Bây giờ Ngô Bối cố gắng xem xét đề nghị đưa ra có khả thi và đắc sách không? Vâng. Ngô Bối đã kết luận khả thi, đúng không? Thưa, đúng. Bởi thế bước kế tiếp Ngô Bối cần đạt thỏa thuận đề nghị có đắc sách hay không? Hiển nhiên, muốn đàn bà giỏi giang trong việc vệ quốc, Ngô Bối cần giáo dục tương tự đàn ông, nhất là vì giáo dục sẽ nhào nặn cả hai cùng bản chất. Thưa, đúng thế. Còn điểm nữa bản nhân cần quý hiếu cho ý kiến. Điểm gì thế? Quý hiếu có nghĩ có đàn ông này khá hơn đàn ông kia không? Hay bằng nhau? Chắc chắn họ không bằng nhau. Vậy trong thành quốc tưởng tượng Ngô Bối xây dựng, quý hiếu có nghĩ vệ quốc trở thành khá hơn là do giáo dục họ tiếp thu, thợ làm giày giỏi hơn là do tay nghề họ thụ huấn không hở? Câu hỏi kỳ cục. Bản nhân hiểu ý quý hiếu. Xin cho biết vệ quốc có phải thành phần xuất sắc trong nhân dân không? Tương đối hơn cả. Vậy vệ quốc đàn bà có phải đàn bà xuất sắc hơn cả không? Cũng tương đối hơn nhiều người. Đối với thành quốc còn gì tốt đẹp hơn sản xuất đàn ông, đàn bà thuộc loại xuất sắc không hở? Thưa, không. Dù sao đó cũng là kết quả của giáo dục thể xác và tâm trí Ngô Bối đã miêu tả. Dĩ nhiên đúng thế. Vậy quy chế Ngô Bối đề nghị không những khả dĩ mà còn đắc sách đối với thành quốc. Vâng. Nữ vệ quốc của Ngô Bối phải thoát y khi tập dượt, họ sẽ được tuyệt hảo che chở chứ không phải quần áo. Họ phải dự phần trong chiến tranh, chia sẻ mọi nhiệm vụ của vệ quốc, đó là phần việc duy nhất họ phải hoàn thành, trừ điều vì là giới yếu, Ngô Bối sẽ trao phần việc nhẹ hơn nam giới. Đàn ông nào mà cười đàn bà vì mục đích tuyệt hảo tập dượt khỏa thân, như Pinda nói, là đàn ông ngắt trái cười còn xanh, không biết cười cái gì hay chẳng rõ đang làm cái chi. Vì luôn luôn không thể và sẽ mãi mãi chẳng thể thay đổi câu nói ý nghĩa cái đem lợi ích là cái tốt đẹp, cái mang tổn hại là cái xấu xa. Tiện nhân hoàn toàn đồng ý. Vậy là có thể nói bị vây bùa, song Ngô Bối đã vượt qua đợt sóng khi bàn về quy định dành cho phụ nữ. Ngô Bối không bị nhấn chìm dù khẳng định nam vệ quốc và nữ vệ quốc phải chia sẻ cùng nhiệm vụ, theo đuổi cùng phần việc, Ngô Bối đã chứng minh trước sau như một quyết định vừa thực tiễn vừa ích lợi. Vâng, đợt sóng quả thực khá lớn, Ngô Bối vừa vượt thoát. Đừng nói thế, chưa lớn đâu, khi quý hiếu nhìn đợt sắp tới. Vậy tiếp tục để Ngô Bối xem thế nào. Quy định cuối cùng và quy định trước đó, theo bản nhân quan niệm, bao hàm quy định khác dẫn tới hậu quả này. Quy định thế nào? Theo quy định, tất cả nữ vệ quốc là của chung của nam vệ quốc, nữ vệ quốc không sống riêng tư với nam vệ quốc, con cái cũng là của chung, cha mẹ không biết con cái không biết cha mẹ.
Đợt sóng này lớn hơn nhiều, Ngô Bối sẽ gặp vô số hoài nghi đối với tính cách khả dĩ và ích lợi của quy định. Bản nhân nghĩ sẽ không có nhiều hoài nghi đối với mặt ích lợi về việc coi vợ con là của chung, hoặc vì làm vậy là sắp xếp lý tưởng, giả như có thể, mà bản nhân nghĩ thế nào cũng có lắm hoài nghi nghiêm trọng về mặt khả dĩ hay không. Tiện nhân nghĩ có khá nhiều hoài nghi, hai điểm thế nào cũng mổ xẻ, bàn cãi. Quý hữu muốn nói hai đề tài liên hệ không thể tách rời, bản nhân sẽ bị tấn công cả hai. Bản nhân hy vọng quý hữu tán đồng mặt ích lợi, như vậy bản nhân sẽ vượt thoát đề tài đó và chỉ bàn luận mặt khả dĩ của đề nghị. Tiện nhân biết tiên sinh không thể vượt thoát mà phải trả lời bảo vệ cả hai đề tài. Vậy là bản nhân phải cúi đầu chịu trận, dẫu thế làm ơn một chút khoan dung một thị. Cho phép bản nhân ngơi nghỉ như người vô công rồi nghề mơ màng giữa ban ngày, thơ thẩn tản bộ một mình. Không muốn mất công suy nghĩ liệu cái mình muốn có khả dĩ hay không, chẳng thèm để ý cung cách cũng như phương tiện, người đó tưởng tượng ước muốn đều thỏa mãn. Rồi tiếp tục giải trí tìm vui, miêu tả chi ly những gì định làm khi ước muốn thực hiện, người đó cứ thế khuyến khích tâm linh gia tăng lười lĩnh. Phần riêng cũng cảm thấy nản lòng, nếu quý hữu cho phép, bản nhân định bỏ qua sau này mới bàn vấn đề khả dĩ. Tin tưởng đề nghị là khả dĩ, bản nhân sẽ tiến hành tìm hiểu vệ quốc sẽ thực hiện quy định ra sao, và bản nhân sẽ chứng minh quy định nếu thi hành nhìn chung sẽ ích lợi vô cùng cho cả thành quốc lẫn vệ quốc. Nếu quý hữu không chống đối, nếu quý hữu trợ giúp, bản nhân sẽ đi sâu vào vấn đề lợi ích trước, đề cập vấn đề khả dĩ sau. Không, tiện nhân không chống đối, xin tiến hành. Bản nhân giả thử nếu vệ quốc và trợ thủ thành phần nào cũng xứng đáng với danh hiệu trợ thủ sẵn sàng thi hành, vệ quốc nghiêm chỉnh hạ lệnh, phần do trực tiếp phục tùng luật pháp, phần do mô phỏng tinh thần luật pháp Ngô Bối trao phó tùy ý quyết định. Giả thử nghe hợp lý. Là người làm luật thực thi bổn phận, quý hữu đã lựa đàn ông làm vệ quốc, bây giờ quý hữu sẽ chọn đàn bà làm vệ quốc, khả năng tự nhiên phải tương tự. Hai người sẽ sống tập thể, ăn tập thể, không có nhà riêng, không có tư hữu. Hai người trao đổi tự do trong thời gian luyện tập thể dục suốt giai đoạn thụ huấn, do cần thiết bẩm sinh, bản năng tự nhiên sẽ dẫn hai người tới chỗ liên kết giao hợp. Quý hữu có nghĩ cần thiết là chữ nghĩa quá mạnh không hở? Cần thiết sẽ có tính cách tình dục, không có tính cách hình học, song tình dục có lẽ mãnh liệt hơn toán học khi tới thuyết phục thúc đẩy, lôi kéo đa số nhân loại. Mãnh liệt hơn nhiều, nhưng Clock con ơi, kết đôi bừa bãi, quan hệ cầu thả là thái độ trâng cháo, xúc phạm nặng nề đối với dân chúng trong xã hội thực sự hạnh phúc, nhà cầm quyền sẽ không cho phép. Nhất định không, làm vậy không phải lẽ chút nào. Tiếp theo hiển nhiên Ngô Bối phải thu xếp hôn nhân, biến hôn nhân thành thiêng liêng cao độ. Hôn nhân thiêng liêng là hôn nhân sẽ sản sinh kết quả hết sức tốt đẹp cho cộng đồng. Vâng, chắc chắn. Vậy Ngô Bối làm thế nào để đạt kết quả tốt đẹp? Đây là câu hỏi đặt ra với quý hữu Clock con, vì bản nhân nom thấy ở nhà quý hữu chó săn, chim giống, số lượng không ít. Xin vui lòng cho hay có bao giờ quý hữu thấy chúng cặp đôi, đi thơ không? Cái gì? Điểm cần nói là thế này. Mặc dù đều tốt giống cả, song có con đặc biệt tốt hơn những con kia. Có chứ. Quý hữu nuôi nấng như nhau hay chỉ chăm lo con tốt nhất? Chỉ để ý con tốt nhất. Nghĩa là con non nhất, con già nhất hay con đến tuổi hở? Con đến tuổi. Hơn thế nếu không để ý gây giống, quý hữu có nghĩ chim, chó có nòi của quý hữu sẽ thoái hóa tệ hại không? Thưa có. Thế ngựa và súc vật khác thì sao? Sự thể tương tự chứ. Còn gì nữa nếu không lạ lắm? Trời ơi, lo con. Ngô Bối thực sự cần vệ quốc khả năng xuất sắc đến nhường nào, nếu nguyên tắc tương tự cũng áp dụng với con người. Thưa, đúng thế, áp dụng nguyên tắc tương tự, song tại sao sự thể lại liên hệ tới vệ quốc khả năng xuất sắc? Bởi vì con người cần sử dụng nhiều thuốc men, Ngô Bối nói trước đây, quý hữu thừa hiểu khi không cần thuốc men bệnh nhân sẵn sàng ăn uống kiêng cữ, chỉ cần y sĩ cấp thấp, trái lại khi cần thuốc men, lúc đó cần y sĩ hạng cao. Đúng thế, nhưng tiên sinh hàm ý thế nào? Bản nhân muốn nói vệ quốc của Ngô Bối sẽ phải sử dụng khá nhiều hương ngôn và biển ngữ để chữa trị thứ dân. Quý hữu hẳn còn nhớ Ngô Bối đã đồng ý thứ này có thể sử dụng như thuốc men. Làm vậy là phải không sai trái gì đâu. Sử dụng hợp pháp mấy thứ xem ra cần thiết trong việc quy định hôn nhân và sinh nở.
Sao lại thế? Sao à, nếu muốn nhất quán, nếu muốn bầy đàn thực sự đúng nòi, phát triển tốt đẹp, Ngô Bối phải kết hợp đàn ông tốt nhất với đàn bà tốt nhất, càng nhiều càng tốt, đàn ông kém cỏi với đàn bà kém cỏi, càng ít càng hay và chỉ nuôi nấng, gây dựng mầm non tốt nhất, bỏ qua mầm non kém cỏi. Sự thể là bí mật không ai biết trừ vệ quốc cầm quyền, nếu muốn tránh tình trạng phân hóa nòi giống. Đúng quá! Bởi thế Ngô Bối phải tổ chức lễ hội do luật lệ quyết định, trong đó cô dâu chú rể sẽ gặp nhau. Ngô Bối sẽ làm lễ tế sinh dâng thần linh, thi sĩ sẽ sáng tác ca khúc tán tụng hôn nhân. Số lượng kết hợp Ngô Bối sẽ để vệ quốc cầm quyền giải quyết, mục đích là giữ số lượng bất biến, phòng hờ thiếu hụt do chiến tranh, bệnh tật hoặc lý do tương tự, đúng mức chừng nào hay chừng nấy, nhằm ngăn ngừa thành quốc khỏi quá lớn hay quá nhỏ. Chí lý. Và Ngô Bối sẽ phải nghĩ ra cách sút thăm khôn khéo để mỗi lần tổ chức lễ hội kết hợp, nếu không vừa ý, chú rể thành phần kém cỏi đổ lỗi cho số phận xui xẻo, không đổ lỗi cho vệ quốc. Nên lắm vì cần. Bản nhân nghĩ ngoài vinh dự và phần thưởng do phục vụ xuất sắc trong chiến tranh và hoàn thành chức năng đầy đủ, thanh niên hứa hẹn can trường của Ngô Bối có nhiều cơ hội vui thú ăn nằm, giao hợp với thiếu nữ dành cho họ, sự thể giúp Ngô Bối lý do để khẳng định đa số con trẻ sinh ra từ cha mẹ như thế. Đúng quá! Mỗi thế hệ trẻ nhỏ sẽ do viên chức chỉ định đảm nhận để thực hiện mục đích, bất kể là đàn ông hay đàn bà hoặc cả hai, vì đàn ông và đàn bà đều có tư cách ngang nhau tham gia việc công cộng. Vâng, dĩ nhiên. Viên chức vừa kể sẽ mang trẻ nhỏ con vệ quốc tốt đẹp tới nhà nuôi hoặc vườn trẻ, giao cho vũ em sống ở khu tách biệt trong thành quốc, trẻ nhỏ con vệ quốc kém cỏi và trẻ nhỏ con vệ quốc tốt đẹp chẳng may tật nguyền sẽ giải quyết thầm lặng kín đáo ở nơi bí mật. Chúng phải vậy nếu Ngô Bối muốn giữ dòng dõi vệ quốc trong sạch thuần chủng. Viên chức sẽ sắp xếp trẻ nhỏ bú sữa bằng cách đem mẹ các bé tới nhà nuôi khi bầu vú căng đầy, tổ chức cẩn thận để bà mẹ không nhận ra con, nếu bà mẹ không đủ sữa họ sẽ thay bằng vú nuôi. Họ sẽ canh chừng không để bà mẹ cho con bú quá thời gian hạn định, và thức đêm, chạy việc cực nhọc họ giao cho vú nuôi và trợ tá. Theo điều kiện như thế, như tiên sinh nói, nuôi trẻ sẽ là việc dễ dàng đối với nữ vệ quốc. Phải vậy và đúng vậy chứ sao? Nhưng thôi đề nghị thảo luận điểm tiếp theo. Ngô Bối nói phải gây giống lúc bố mẹ ở tuổi hoa niên. Đúng thế. Quý Hiếu có đồng ý, diễn dịch cho hợp lý, đến tuổi cho đàn bà là khoảng 20, đàn ông là chừng 30 không? 20 nào, 30 nào? Đàn bà đẻ con cho thành quốc bắt đầu từ tuổi 20 đến tuổi 40, đàn ông sinh con cho thành quốc bắt đầu từ lúc hăng hái vượt cực điểm chạy đua, nhịp sống rộn rã, dồn dập tới tuổi 55. Vâng, tuổi đó là giai đoạn chín muồi cho cả hai người về mặt thể xác và tinh thần. Nếu đàn ông hay đàn bà trên hoặc dưới tuổi đó liều mạng sinh con cho cộng đồng, Ngô Bối sẽ coi việc làm là tội lỗi đối với thần linh và không đúng đối với thế nhân. Nếu hai người giấu nhẹm bên ngoài không hay, đứa con hai người sinh sẽ sinh trong bí mật, sợ hãi, tình dục bừa bãi, không tế sinh, không lễ bái do nam tu sĩ, nữ tu sĩ, hay toàn thể thành quốc thực hiện mỗi lễ hội hôn nhân, và không có cầu nguyện tu sĩ van vái thần linh, đứa con sẽ là công dân tốt đẹp ích dụng hơn bố mẹ. Đúng thế. Nguyên tắc cũng sẽ áp dụng nếu người đàn ông ở tuổi giao phối dính líu, liên hệ với người đàn bà ở tuổi sinh con mà lãnh đạo không kết hợp, Ngô Bối sẽ coi người đó đem cho thành quốc đứa con hoang, bất hợp pháp, bất cung hiến trên cả bình diện xã hội lẫn bình diện tôn giáo. Đúng quá! Nhưng khi đàn ông và đàn bà qua tuổi sinh đẻ, Ngô Bối để họ tự do phối hợp với người họ thích, miễn là đàn ông không cặp đôi với con gái, mẹ đẻ con của con gái, hay tổ tiên của mẹ đẻ, đàn bà không kết đôi với con trai, bố đẻ, hậu duệ của người này hoặc tổ tiên của người kia. Trước hết Ngô Bối sẽ bắt họ phải tìm đủ cách ngừa thụ thai diễn ra trong tình trạng hòa hợp như thế, tránh để bào thai nhìn ánh sáng mặt trời, nếu không ngăn khỏi chào đời, phải giải quyết bào thai như sinh vật không nên nuôi dưỡng. Điều đó quá ư hợp lý. Nhưng làm thế nào họ có thể phân biệt bố đẻ với con gái, cũng như liên hệ khác tiên sinh vừa nói? Tất nhiên không thể, nhưng cung cách sẽ thế này, đàn ông sẽ gọi tất cả trẻ nam sinh giữa tháng thứ 7 và tháng thứ 10 sau khi đã là chú rể kể từ ngày lễ hội kết hôn, là con trai và tất cả trẻ nữ là con gái, tất cả con trai, con gái sẽ gọi đàn ông là bố, cũng như đàn ông sẽ gọi con của con mình là cháu, cháu đến lượt sẽ gọi nhóm thứ nhất, thế hệ già là ông, bà.
Người sinh ra trong giai đoạn bố mẹ gặp gỡ sẽ gọi nhau là anh em và chị em. Do vậy như bản nhân trình bày số này sẽ không giao hợp, không được phép lấy nhau. Tuy nhiên, không nên hiểu như vậy là tuyệt đối cấm kết đôi giữa anh trai em gái, chị gái em trai, nếu bốc thăm lá phiếu tán thành, nếu sấm truyền Delphi cũng chấp thuận, luật sẽ cho phép họ sống chung. Thưa tiện nhân đồng ý. Kế hoạch là vậy, Glock con ơi, miêu tả đầy đủ vệ quốc có vợ và con chung ra sao trong thành quốc. Bước tiếp theo qua tranh luận, bản nhân thầm hiểu là phải xác định kế hoạch phù hợp với cơ chế và quả thực tốt đẹp hơn hết. Nếu không ngô bối làm thế nào tiến hành? Vâng, đúng thế. Cách hay nhất để đạt thỏa thuận về chuyện đó là ngô bối tự hỏi mục đích chính yếu của nhà làm luật khi soạn luật và tổ chức quản lý thành quốc phải thế nào, cái gì là lợi ích hơn hết, cái gì là tai hại hơn hết về mặt xã hội, sau đó tìm hiểu đề nghị ngô bối vừa phát tả xem mang dấu vết tốt đẹp hay tồi tệ. Vâng, nhất định đó là cách phải theo. Đối với thành quốc thử hỏi có cái gì tồi tệ hơn chia rẽ và tan vỡ, hoặc có cái gì tốt đẹp hơn đoàn kết và thống nhất. Thưa, không. Đoàn kết không phải kết quả bắt nguồn từ cảm nghĩ vui chung, buồn chung, sướng chung, khổ chung khi mọi thành phần trong xã hội vui buồn, sướng khổ cùng cộng đồng sướng khổ, vui buồn hay sao? Đúng thế. Nhưng đoàn kết tiêu tan, thành quốc rối loạn khi cảm nghĩ giữa hai cá nhân khác biệt, khi biến sự xảy ra với cộng đồng hay cá nhân làm người này vui, người kia buồn. Dĩ nhiên. Phải chăng sự thể xảy ra là khi lời như của tôi? Không phải của tôi, của người khác, không phải của người khác, nhiều người trong xã hội sử dụng không nhất trí. Ngoặc kép. Thưa quả vậy. Thành quốc trật tự là thành quốc trong đó nhiều người dùng chữ của tôi, không phải của tôi, diễn tả cùng nghĩa chỉ định cùng vật. Đương nhiên. Hơn thế thành quốc như thế hầu như giống con người. Chẳng hạn khi một người trong ngô bối đau ngón tay, toàn thể cơ năng liên kết thể xác với tâm trí thành hệ thống duy nhất do phần chỉ đạo điều hành cảm nhận, toàn thể nhận ra nỗi đau từng phần, vì thế ngô bối nói ngón tay của người đó bị đau. Sự thể tương tự cũng áp dụng với phần khác trong cơ thể con người chịu đựng đau đớn hay cảm nhận vui thú. Thưa tiện nhân đồng ý, trả lời câu hỏi tiên sinh đưa ra, vâng, sự thể tương tự hầu như đúng với cộng đồng tổ chức tốt đẹp. Đúng vậy, cộng đồng như thế sẽ coi cá nhân chịu đau, chịu mất như một phần của mình chịu đau, chịu mất và do đó toàn thể sẽ buồn hoặc sẽ vui. Sự thể như vậy chỉ thấy trong xã hội tổ chức khéo léo, luật pháp tốt đẹp. Bây giờ là lúc ngô bối phải quay lại thành quốc xem có đặc trưng đã đồng ý khi tranh luận, hoặc phải tìm đâu đó cho ra. Vâng, phải thế. Cũng như thành quốc khác, thành quốc của ngô bối gồm thành phần cai trị và thành phần thứ dân phải không? Vâng. Hai bên gọi nhau là công dân đồng bào hả? Thưa, phải. Ngoài thành quốc của ngô bối ở thành quốc khác thứ dân gọi người cai trị thế nào, ngoài việc gọi họ là công dân đồng bào? Ở đa số thành quốc thứ dân gọi họ là chủ nhân, ở thành quốc dân chủ thứ dân gọi họ giản dị là người cầm quyền. Ngoài công dân đồng bào thứ dân gọi người cai trị trong thành quốc ngô bối là gì? Người che chở và bảo vệ. Người cai trị gọi thứ dân thế nào? Họ nói thứ dân là cha nuôi, mẹ dưỡng, trả lương, ủng hộ. Người cai trị thành quốc khác gọi thứ dân ra sao? Nô lệ. Người cai trị thành quốc khác gọi nhau thế nào? Đồng cai trị. Trong thành quốc ngô bối họ gọi nhau ra sao? Đồng vệ quốc. Xin cho biết trong thành quốc khác đồng cai trị có gọi nhau là thân hữu và người khác là ngoại nhân không? Có chứ. Thường là vậy. Người đó có công nhận và miêu tả thân hữu như người của chúng tôi, ngoại nhân như người không phải của chúng tôi không? Có chứ. Vệ quốc thành quốc thì sao? Có người nào trong đám trắng trợn coi và nói không có liên hệ gì với đồng bào không? Chắc chắn không, vì người đó coi bất kể ai người đó gặp liên hệ mật thiết như anh em, chị em, cha mẹ con cái, ông bà, cháu chắt. Quý hữu đáp chí phải. Còn điểm này nữa cũng cần hỏi, là nhà soạn luật quý hữu có bắt họ không được phép coi liên hệ xác định rõ ràng về mặt pháp lý chỉ có tính cách danh nghĩa, mà phải theo phong tục tập quán cư xử đúng phép phải đạo không? Lấy cha mẹ làm tỉ dụ chẳng hạn, họ có phải quý trọng kính mến, vâng lời cha mẹ, đối đãi khác thế sẽ bị coi là bất hiếu, mất dạy, thần linh phủ nhận, thế nhân chê bai không?
Như thế không phải ca khúc truyền thống quý hiếu hy vọng công dân thành quốc ai nấy cũng ghé vào tai hát cho con nghe từ ngày còn thơ dại về cách ăn ở của họ đối với người họ gọi là cha mẹ và thân thuộc ư? Hay quý hiếu theo truyền thống khác? Không còn gì nực cười, phi lý cho bằng đối với họ chỉ đầu môi chóp lưỡi nói về gia đình trong khi lòng dạ không mang chút tình cảm liên hệ. Như vậy trong thành quốc Ngô Bối ngôn từ biểu lộ thuận hợp hài hòa thường nghe nhiều hơn ở thành quốc khác, dân chúng đồng ý sử dụng câu nói Ngô Bối đang nói lúc này. Nhắc tới đau khổ, sung sướng, khỏe mạnh, ốm đau, thành công, thất bại của công dân đồng bào trong cộng đồng họ nói, đau khổ, sung sướng, khỏe mạnh, ốm đau, thành công, thất bại đó là của tôi. Thưa, đúng vậy. Ngô Bối chẳng đã nói suy nghĩ, nói năng như thế, họ bắt đầu chia sẻ cảm nghĩ đau khổ và sung sướng chung rồi sao? Thưa, Ngô Bối đã nói thế. Nhằm ích lợi chung, họ nói đó là của tôi, do vậy họ hoàn toàn chia sẻ cảm nghĩ vui buồn với người khác. Nhiều hơn thế, phải chăng nguyên do dẫn tới việc này, thêm vào việc tổ chức cơ chế, là việc vệ quốc coi vợ con là của chung? Vâng, đó là lý do chính. Nhưng Ngô Bối đồng ý thống nhất cảm nghĩ như thế có lợi to lớn cho xã hội. Quý Hiếu nhớ Ngô Bối so sánh xã hội tổ chức ngăn nắp với cơ thể con người, đồng thời vạch rõ khi phản ứng cái toàn thể cảm nhận đau khổ, vui sướng với từng bộ phận. Ngô Bối nói thế đúng chứ sao? Do vậy Ngô Bối có thể nói vợ con là của chung trong số người bảo vệ đem lợi ích vô cùng lớn lao cho thành quốc. Vâng, Ngô Bối có thể. Hơn thế, vì trước sau như một Ngô Bối đã nói, nếu thực thi chức năng đúng đắn, vệ quốc chân chính không có nhà riêng, ruộng đất riêng, sở hữu riêng, trừ ăn uống hàng ngày người khác góp trả đền bù phần việc và dùng chung mọi thứ. Vâng, Ngô Bối nói vậy. Thế Quý Hiếu đã chẳng đồng ý, như bản nhân đã nói và đang nói, quy định thêm nữa sẽ biến họ thành vệ quốc chân chính hơn trước ư? Quy định như thế sẽ ngăn ngừa thành quốc tan vỡ, chia rẽ trầm trọng bắt đầu nảy mầm khi nhiều người khác nhau gọi nhiều thứ khác nhau là của họ, khi mỗi người vơ vét đem về nhà bất kể thứ gì vét vơ được làm của mình, và khi ai nấy đều có vợ riêng, con riêng, buồn riêng, vui riêng. Dân chúng của Ngô Bối, trái lại, nhắm quyền lợi tương tự, cố gắng tương tự, hướng tới mục đích tương tự, cảm nhận buồn vui tương tự. Thưa tiện nhân hoàn toàn đồng ý. Hơn thế, vì không có thư hiếu trừ thân xác, mọi thứ là của chung, tranh chấp kiện cáo sẽ không biến dạng hay sao? Họ sẽ không còn cãi cọ, giành giật do sở hữu tiền của con cái hoặc gia đình. Họ sẽ tất nhiên rũ sạch mấy thứ đó. Và họ sẽ không có cớ sử dụng bạo lực gây hấn, tấn công, vì Ngô Bối sẽ quy định bổn phận đạo đức ai cũng có quyền tự vệ chống lại người khác cùng tuổi. Quy định sẽ khiến họ xử sự đàng hoàng, đúng đắn. Làm vậy là tạo lợi điểm. Quy định cũng là lợi điểm hiếm có. Nếu tức giận với người kia nguôi ngoai, người này không muốn cãi lộn lôi thôi nữa. Đúng quá. Nhưng Ngô Bối sẽ quy định người già có uy quyền với người trẻ, và có quyền trừng phạt người trẻ. Đương nhiên. Xem ra trí phải, người trẻ sẽ không được sử dụng bạo lực đánh đập người già trừ phi lãnh đạo thành quốc ra lệnh. Thực tình bản nhân không nghĩ người trẻ sẽ cư xử tồi tệ như thế với người già, vì họ sẽ bị hai hộ vệ hiếu hiệu ngăn cản. Đó là e sợ và kính trọng. Kính trọng sẽ ngăn không để họ đụng tới người già, e sợ sẽ khiến họ ngại con cái, anh em, cha mẹ nạn nhân ùa tới bênh vực. Vâng, chắc vậy. Luật pháp của Ngô Bối sẽ thuyết phục về quốc sống hoàn toàn ôn hòa với nhau. Hoàn toàn ôn hòa. Nếu họ không cãi lộn, gây gổ với nhau, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm nổi loạn, bè phái đe dọa cộng đồng. Nhất định không dù thế nào. Còn tệ nạn nữa họ sẽ phải thanh toán, thực tình nhỏ nhoi không đáng kể nên bản nhân ngần ngại nêu tên. Người nghèo sẽ không phải nâng bi nịnh bợ, luồn cúi người giàu và sẽ không gặp khó khăn hay lo lắng gây dựng gia đình kiếm đủ nhu cầu cần thiết nuôi nấng gia nhân khi vay mượn, lúc mang nợ, bằng cách này hay cách khác cào cấu, chắt bóp thu nhập trao cho nội tướng và đầy tớ tiêu dùng. Sự thể vừa kể cộng với vô số phiền nhiễu, lo âu tương tự con người phải gánh chịu, bản nhân nghĩ Quý Hiếu sẽ đồng ý quá ư hiển nhiên, quá ư nhớp nhúa, không đáng thảo luận chút nào. Hiển nhiên ngay cả người mù cũng nhìn thấy. Họ sẽ tống khứ, dứt điểm tất cả khó khăn vừa kể và sẽ sống cuộc đời vui sướng gấp bội quán quân đại hội thể thao Olympiad. Làm thế nào?
Quán quân đại hội thể thao vui sướng chỉ là phần nhỏ bé so với vệ quốc thắng lợi của họ ngoạn mục hơn nhiều. Họ có đủ thứ làm họ vui sướng thực sự. Thắng lợi nổi bật, cảm tình quần chúng trọn vẹn. Thắng lợi của họ đem an ninh cho toàn thể cộng đồng, và phần thưởng là họ và con cái được công chúng cung cấp mọi nhu cầu công quỹ chi trả, họ được đồng bào quý trọng khi tại thế, mai táng trọng thể lúc qua đời. Đó quả thực là phần thưởng lớn lao. Tuy thế, Quý Hữu có nhớ trước đây trong lúc tranh luận có người lên tiếng chống đối, bản nhân quên không nhớ ai, người đó nói Ngô Bối không làm vệ quốc sung sướng, bởi họ chẳng có gì riêng tư, chẳng những thế lại còn bị kiểm soát đủ thứ không. Quý Hữu nhớ Ngô Bối trả lời sẽ quay lại vấn đề sau này, nếu thuận tiện, còn hiện tại điều cần làm là Ngô Bối quan tâm làm cho vệ quốc trở thành vệ quốc chân chính, bảo đảm toàn thể cộng đồng hạnh phúc cao độ, không chú ý hạnh phúc của thành phần đặc biệt nào trong đó. Thưa tiện nhân nhớ, nếu cuộc đời vệ quốc tốt đẹp hơn, rạng rỡ hơn cuộc đời quán quân vô địch đại hội thể thao Olympiad, Ngô Bối không thể thực sự so sánh với cuộc đời người làm giày, người làm ruộng hay bất kể người làm chân tay nào, phải không? Tiện nhân nghĩ không thể. Dẫu thế xem ra cũng phải, nếu bây giờ nhắc lại điều bản nhân nói lúc đó. Nếu tìm hạnh phúc theo cung cách không xứng đáng với địa vị, nếu chán câu thúc và bao che dành cho cuộc sống lý tưởng, Ngô Bối phác họa thay vì thế lại bị tư tưởng sai lầm, lú lẫn về hạnh phúc thúc đẩy sử dụng quyền lực chiếm đoạt tài sản cộng đồng. Nếu vậy cần học bài học vệ quốc sẽ hiểu ý nghĩa thâm thúy Hesiod phát biểu, một nửa nhiều hơn tất cả. Tiện nhân khuyên đương sự nên bám lấy cách sống của mình. Vậy Quý Hữu có đồng ý quy định tốt đẹp dành cho cả nam lẫn nữ là cả hai học chung, nuôi con chung, gánh trách nhiệm chung bảo vệ đồng bào như Ngô Bối đã phát tả không? Đàn bà phải dự phần làm cùng việc như đàn ông, càng nhiều càng tốt, trong hòa bình cũng như trong chiến tranh, canh chừng, săn đuổi như chó săn, cùng cách đó tốt đẹp hơn hết đối với cả hai, và không có gì là trái tự nhiên, phi phụ nữ so với nam nhi, vì sinh ra hai giới hợp tác tự nhiên như thế. Tiện nhân đồng ý. Vậy bây giờ Ngô Bối phải quyết định chừng nào và làm sao hợp tác và chia sẻ nhiệm vụ có thể thực hiện giữa con người như giữa sinh vật chủng loại khác? Tiên sinh quả thực mau lời tiện nhân vừa định đặt câu hỏi như thế. Bản nhân nghĩ cùng cách đối với chiến tranh họ sẽ thực hiện khá rõ ràng. Như thế nào? Đàn ông, đàn bà cùng chiến đấu. Hơn thế họ mang cả con ra chiến trường, đám cường tráng, để chúng quan sát như nghệ nhân khác việc làm chúng sẽ thực hiện khi khôn lớn. Ngoài quan sát sự kiện diễn ra trước mắt, chúng sẽ chạy việc lặt vặt và giúp đỡ cha mẹ suốt chiến dịch. Quý Hữu đã để ý trong nghề thủ công như nghề làm đồ gốm trẻ con tập sự lâu dài, quan sát kỹ lưỡng trước khi đặt tay vào bánh xe chưa? Thưa tiện nhân đã có dịp làm vậy. So với thợ làm đồ gốm, vệ quốc không cần chú ý cẩn thận khi huấn luyện con cái để chúng thấy nhiệm vụ là thế nào và làm quen với nhiệm vụ ư. Họ sẽ phi lý nếu không chú ý. Hơn thế sự thể còn có tác dụng đối với cha mẹ. Cũng như sinh vật khác, con cái hiện diện thúc đẩy khủng khiếp, cha mẹ sẽ chiến đấu ngoan cường gấp bội. Điều đó đúng, song tiên sinh ơi, có nguy hiểm đáng kể, nếu họ thất trận, như thường xảy ra trong chiến tranh, con sẽ mất mạng và cả họ nữa, như vậy thành quốc sẽ khó lòng hồi phục. Đúng quá, nhưng Quý Hiếu có nghĩ trước hết phải tìm cách tránh né nguy hiểm không? Thưa, không. Nếu phải lao đầu vào nguy hiểm, có nên tránh né không, trong khi nếu thoát hiểm, họ sẽ thực sự đạt thành công? Hiển nhiên. Sự thể có khác với trẻ con sẽ là binh sĩ chiến đấu khi khôn lớn nếu được chứng kiến cảnh tượng chiến tranh lúc còn trẻ dại không? Nguy hiểm có đáng đương đầu trực diện chăng? Thưa, đáng lắm. Bởi thế Ngô Bối phải căn cứ vào sự kiện mà thực hiện, tạo điều kiện để con cái quan sát chiến trường, xong chuẩn bị phương thức bảo vệ an toàn, mọi việc sẽ tốt đẹp. Vâng. Trước hết bố con cái phải hiểu vấn đề càng sâu rộng càng tốt, tiếp đến phải biết chiến dịch có nguy hiểm hay không. Đương nhiên phải thế. Do đó có hành quân bố mang con đi theo, có hành quân bố tránh mang con đi cùng. Đúng. Là người cầm quyền bố sẽ không giao con cho người tầm thường mà giao cho chỉ huy và gia sư đáng tin thực sự, tuổi tác cộng với kinh nghiệm đủ tư cách dẫn dắt trông nom, dạy dỗ. Sự thể phải vậy. Phải, nhưng phải chấp nhận sự việc thường diễn ra khác hẳn những gì Ngô Bối mong đợi. Quả thế. Bởi vậy, Quý Hữu ơi,
Trước sự thể như thế, bản nhân nghĩ Ngô Bối phải chắp cánh cho con cái như phòng ngừa dự trù, nhờ thế chúng có thể bay xa tẩu thoát nếu cần. Tiên sinh muốn nói thế nào tiện nhân không hiểu. Bản nhân muốn nói Ngô Bối phải để chúng tập cưỡi ngựa từ lúc còn nhỏ. Khi biết cưỡi rồi chúng sẽ phi ra chiến trường quan sát chiến trận, ngựa thuộc hạng nhanh nhẹn, ngoan ngoãn dễ điều khiển, không quá hung hăng hoặc háo thắng. Chúng sẽ nhìn rõ việc phải làm trong tương lai, đủ khả năng, nếu nhu cầu đòi hỏi, theo chân chỉ huy kinh nghiệm tới nơi an toàn dễ dàng. Theo tiện nhân sắp xếp như vậy là tốt đẹp. Thế trong chiến trận thì sao? Quý Hiếu muốn thái độ binh sĩ đối với đồng đội và kẻ thù thế nào? Quý Hiếu có nghĩ về chuyện đó bản nhân đúng hay không? Xin cho Ngô Bối hay tiên sinh nghĩ thế nào? Bản nhân nghĩ binh sĩ nào đào ngũ, vứt vũ khí tỏ ra hèn nhát sẽ bị đuổi về nhà làm thủ công hay làm ruộng? Chắc chắn, binh sĩ nào bị bắt sống làm tù binh sẽ bị bỏ mặc như chiến phẩm cho kẻ thù xử lý theo ý chúng muốn. Tiện nhân hoàn toàn đồng ý. Binh sĩ tỏ ra can trường thì sao? Quý Hiếu có đồng ý binh sĩ đó trước khi trở về nhà sau trận đánh được đồng đội cùng hành quân choàng hoa chiến thắng, thanh niên và thiếu niên lần lượt thân tặng không? Có. Họ bắt tay binh sĩ đó. Tiện nhân cũng tán thành. Nhưng bản nhân sợ Quý Hiếu sẽ không tán thành điều bản nhân sắp nói. Điều gì vậy? Binh sĩ đó trao hôn với đồng đội. Tiện nhân nghĩ ý đó rất hay. Đặc biệt tiện nhân muốn thêm điều khoản này, suốt chiến dịch nếu binh sĩ đó muốn hôn người nào người được hôn không được phép từ chối. Mục đích là khuyến khích nếu binh sĩ này mang lòng yêu binh sĩ kia, bất luận trai hay gái, binh sĩ đó sẽ hăng hái hơn nữa nhằm đoạt phần thưởng dũng cảm. Điều khoản tuyệt vời, vì Ngô Bối đã nói công dân tốt sẽ được lựa chọn làm đám cưới và có quyền tự do lựa chọn nhiều hơn công dân khác trong việc như thế, vì vậy sẽ có con nhiều hơn. Vâng, Ngô Bối nói vậy. Hơn thế theo Homer còn cách khác để đề cao lòng dũng cảm trong đám người trẻ tuổi can trường. Thi sĩ kể Aias tỏ ra xuất sắc ngoài mặt trận được vinh danh Agamemnon quyền uy rộng rãi dành cả sống lưng con heo. Đó là cách thường thưởng thích đáng thanh niên gan dạ thời sung sức tuổi như hoa, vì ngoài vinh dự cách đó còn làm sức mạnh gia tăng. Homer chí lý làm sao? Ngô Bối sẽ theo sáng kiến của ông, lần này bằng mọi giá. Khi làm lễ tế sinh và trong trường hợp tương tự, Ngô Bối cũng sẽ thưởng thưởng tuyệt hảo tùy mức độ bất kể nam hay nữ, không những chỉ có ca khúc và đặc ân đã kể, mà cả vinh dự đặc biệt chỗ ngồi danh dự, miếng thịt hảo hạng, cúp rượu tràn đầy. Theo cách này Ngô Bối sẽ ca ngợi lòng dũng cảm, đồng thời rèn luyện thể xác họ. Ý kiến độc đáo. Còn người hy sinh trong chiến dịch thì sao? Người chết cái chết dũng cảm hăng say chiến đấu Ngô Bối sẽ liệt vào hạng nòi vàng. Chắc chắn họ xứng đáng được gọi như vậy. Cũng như Hesiod, Ngô Bối tin tưởng khi giã từ cõi đời người thuộc loại này, trở thành vong linh thánh thiện, từ tâm bịn dịn mặt đất, lởn vởn canh gác, bao che, bảo vệ thế nhân biết nói khỏi bất hạnh tai ương. Vâng, Ngô Bối tin tưởng như thi sĩ. Và khẩn cầu thần linh giáng sấm, Ngô Bối sẽ mai táng theo nghi lễ đặc biệt dành cho người tư cách anh hùng cao cả như thế. Dĩ nhiên Ngô Bối sẽ làm. Sau đó Ngô Bối kính cẩn trông nom mộ phần, thờ cúng như mộ phần á thần. Và Ngô Bối sẽ vun trồng tục lệ tương tự dành vinh dự cho người lúc tại thế được công nhận đã sống tốt đẹp khác thường qua đời khi già hoặc bất kể thế nào. Chí lý, đó là điều nên làm. Thế còn chuyện này? Binh sĩ của Ngô Bối đối xử với kẻ thù ra sao? Về mặt nào? Trước hết, đối với nô lệ, Quý Hiếu có nghĩ thành quốc Hy Lạp bán người Hy Lạp làm nô lệ, hoặc để thành quốc khác làm vậy trong khi có thể ngăn cản là phải không? Thành quốc Hy Lạp có nên coi đó là phong tục mà tha thứ cho người cùng nòi giống, phòng khi rơi vào tay dân ngoại lai bị bắt làm nô lệ không? Đừng bắt người Hy Lạp làm vậy rõ ràng và nhất định tốt hơn. Như vậy thành quốc của Ngô Bối sẽ không có nô lệ là người Hy Lạp và sẽ đề nghị thành quốc khác noi theo. Nên lắm, làm vậy sẽ khuyến khích thành quốc khắp Hy Lạp không đánh nhau, để nhau yên thân, mà dồn lực chống lại dân ngoại lai. Hơn thế, sau khi chiến thắng, có nên lột của binh sĩ tử trận trừ vũ khí hoặc lột của là điều có nên làm hay không?
sự thể tạo điều kiện cho binh sĩ hèn nhát lấy cớ không đuổi theo kẻ thù vẫn còn khả năng chiến đấu, nếu có thể làm ra vẻ khẩn thiết thi hành phận sự lụi hụi sục sạo, lục lọi xác chết. Từ trước đến giờ nhiều đạo quân đã tan tác vì thói quen cướp bóc như thế phải không? Vâng, đúng thế. Quý hiếu có nghĩ lột của xác chết là tham lam, ti tiện không hở. Coi xác chết như kẻ thù có phải tiểu nhân, đàn bà không khi kẻ thù thực sự đã bay bổng nơi nào để lại phương tiện bản thân sử dụng chiến đấu. Quý hiếu có nghĩ tác phong như vậy giống tác phong con chó tức giận ngoạm hòn đá mà không động tới người ném không hở. Thưa, chẳng khác tí nào. Vậy Ngô Bối sẽ không lột của tử thi và cũng không từ chối cho phép kẻ thù mai táng người chết. Tiện nhân hoàn toàn đồng ý, trời ơi! Hơn thế Ngô Bối cũng nhất định không đem vũ khí, giáp y của kẻ thù vào đền thờ làm lễ hiến dâng như chiến phẩm, đặc biệt nếu đó là của người Hy Lạp và nếu Ngô Bối muốn bày tỏ thiện chí, vun trồng liên hệ thân thiện với người Hy Lạp. Trái lại, Ngô Bối sẽ lo sợ đó là mạo phạm, gây nhơ đền thờ khi hiến dâng vũ khí của bà con thân thuộc mang tới nơi thiêng liêng, trừ phi thần linh bảo làm như thế. Chí lý quả thực chí lý. Tàn phá ruộng vườn, thiêu hủy nhà cửa của người Hy Lạp thì sao? Binh sĩ của Quý Hiếu đối xử với kẻ thù về chuyện đó thế nào? Tiện nhân muốn biết ý kiến tiên sinh. Bản nhân nghĩ họ không nên làm hai chuyện như thế, song chỉ tịch thu lúa gạo, hoa màu trong năm. Bản nhân có nên nói Quý Hiếu hay tại sao không nhỉ? Xin vui lòng cho biết. Bản nhân nghĩ mấy chữ chiến tranh và xung đột nội bộ phản ánh thực trạng khác biệt giữa hai loại bất hòa. Bản nhân muốn nói bất hòa bên trong, bất hòa với người trong gia đình, bất hòa bên ngoài, bất hòa với người xa lạ. Ngô Bối gọi bất hòa bên trong là xung đột nội bộ, bất hòa bên ngoài là chiến tranh. Ý kiến vừa đưa xác đáng vô cùng. Vậy Quý Hiếu có nghĩ ý kiến cũng xác đáng nếu bản nhân nói liên hệ giữa người Hy Lạp với người Hy Lạp là nội bộ và gia đình, liên hệ giữa người Hy Lạp với người ngoại lai là ngoại quốc và bên ngoài không? Thưa chí lý, khi người Hy Lạp đánh nhau với người ngoại lai hoặc khi người ngoại lai đánh nhau với người Hy Lạp, Ngô Bối nói hai bên giao chiến và là kẻ thù tự nhiên, xung đột giữa đôi bên như thế nói đúng ra là chiến tranh. Nhưng khi người Hy Lạp đánh nhau với người Hy Lạp, Ngô Bối nói họ là thân hiếu tự nhiên, trong trường hợp đó, đau lòng khôn xiết Hy Lạp rơi vào tình trạng phân chia vì phe phái, xung đột như vậy phải gọi là xung đột nội bộ. Tiện nhân tán đồng quan điểm của tiên sinh. Vậy hãy để ý hậu quả xảy ra trong xung đột nội bộ theo nghĩa thông thường, nói khác đi, khi thành quốc rơi vào cảnh nội chiến. Nếu hai phía tàn phá ruộng vườn, thiêu hủy nhà cửa của nhau, Ngô Bối nghĩ làm vậy là cực kỳ bạo liệt tàn ác. Ngô Bố coi hai bên cả gan hủy hoại tan hoang xứ sở đã cưu mang, nuôi nấng họ như thiếu lòng ái quốc. Tuy nhiên, Ngô Bối cho là hợp lý nếu phía thắng trận chỉ tịch thu mùa màng của đối thủ thua trận, song nên nhớ hai bên không thể tiếp tục đánh nhau mãi mãi, mà trước sau thế nào cũng phải đi tới giảng hòa. Thưa, vì thái độ này chắc ẩn gấp bội thái độ kia. Thành quốc Quý Hiếu định xây dựng là Hy Lạp phải không? Thưa, đương nhiên. Cư dân tử tế, nhân từ chứ? Chắc chắn. Họ sẽ yêu thương đồng bào người Hy Lạp, họ sẽ coi Hy Lạp là đất nước quê hương và họ sẽ thờ cúng cùng tôn giáo. Vâng, hẳn thế. Xung đột với người Hy Lạp họ sẽ coi như xung đột nội bộ vì diễn ra giữa người cùng nòi giống, như vậy không thể gọi là chiến tranh. Thưa, đúng vậy. Vì thế trong thời gian phân tán họ hy vọng có ngày đi tới giảng hòa. Vâng, tất nhiên. Họ sẽ sửa sai đối thủ theo đường thân thiện, chứ không chừng trị bắt làm nô lệ, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, họ sẽ cư xử theo tinh thần cải hóa, không phải hận thù. Đúng thế họ sẽ làm vậy. Cho nên là người Hy Lạp, họ sẽ không tàn phá ruộng vườn Hy Lạp, thiêu hủy nhà cửa Hy Lạp, và họ sẽ không coi dân thành quốc, đàn ông, đàn bà, trẻ con, mà coi thiểu số gây nên xung đột là kẻ thù. Do vậy, căn cứ trên lý do vừa kể, họ sẽ không hủy diệt đất đai, tàn phá gia cư của đa số thân hiếu, mà theo đuổi xung đột tới cùng khi nạn nhân vô tội đưa thiểu số phạm tội ra ánh sáng công lý. Tiện nhân đồng ý dân thành quốc phải cư xử với kẻ thù theo đường lối như thế. Khi giao chiến với dân ngoại lai họ nên đối đãi với dân đó như người Hy Lạp đối đãi với người Hy Lạp. Vậy Ngô Bối nên quy định như điều luật để vệ quốc noi theo, không tàn phá ruộng vườn, không thiêu đốt nhà cửa.
Ngô Bối sẽ làm và cũng sẽ nói điều như thế tốt đẹp như biết bao điều trước đó. Nhưng tiên sinh ơi, tiện nhân thấy nếu Ngô Bối để tiên sinh tiếp tục đề tài này tiên sinh sẽ quên đề tài tiên sinh gạt sang bên ấy là chứng tỏ thành quốc Ngô Bối miêu tả có khả dĩ hay không, và làm thế nào để có thể khả dĩ. Tiện nhân đồng ý thành quốc tiên sinh xây dựng là lý tưởng nếu tồn tại, và điều Ngô Bối nêu ra sẽ tốt đẹp đối với thành quốc kể cả điều tiên sinh bỏ qua. Tiện nhân biết dân chúng sẽ cảm thấy tương thân tương ái. Họ sẽ là binh sĩ xuất sắc chống lại kẻ thù, họ sẽ không bỏ nhau, vì biết nhau, vì gọi nhau là anh, là em, là cha, là con. Hơn thế, nếu phụ nữ cũng tham gia chiến dịch, đóng quân ở tiền tuyến hay dàn trận ở hậu phương như lực lượng trừ bị, để đe dọa quân thù, để tăng cường quân bạn, mỗi khi cần tiếp viện tiện nhân hiểu làm vậy sẽ khiến họ hầu như vô địch. Tiện nhân cũng thấy nhiều điểm lợi họ đem lại cho gia đình tiên sinh không nhắc tới. Tiện nhân đồng ý điểm này và hàng ngàn điểm nữa, nếu thành quốc của Ngô Bối thực sự tồn tại. Xin đừng nói nữa, tiện nhân không muốn nghe thêm chi tiết. Ngô Bối hãy quên tất cả, bây giờ tập trung vào việc làm thế nào chứng tỏ với chính mình thành quốc có thể tồn tại và làm thế nào để thành quốc tồn tại. Ý kiến vừa nêu đối với tranh luận đúng là tấn công hết sức bất ngờ, Quý Hữu không khoan dung, không nương tay vì bản nhân chậm chạp dù giờ. Có lẽ Quý Hữu không nhận ra bản nhân vừa suýt chết vì hai đợt sóng, khó khăn lắm mới thoát hiểm, đợt thứ ba. Quý Hữu đang tìm cách đem lại bây giờ to lớn gấp bội và khó khăn vô cùng phải đương đầu. Khi nghe và nom thấy Quý Hữu sẽ rộng lòng tha thứ, có cảm tình với bản nhân, đồng thời hiểu ngập ngừng tự nhiên hợp lý làm sao, khiến bản nhân sợ phải đề xuất tìm hiểu đến nơi đến chốn lý thuyết ngược đời như vậy. Càng nghe bào chữa Ngô Bối càng không muốn buông tha tiên sinh giải thích làm thế nào có thể thực hiện chế độ xã hội như thế. Vậy nói đi, đừng phí phạm thì giờ. Có lẽ trước hết bản nhân phải lưu ý Quý Hữu Ngô Bối đã tới điểm này khi tìm kiếm bản chất công bình chính trực và bất công bất chính. Đồng ý, nhưng có sao đâu. Không sao, song bản nhân sẽ chỉ hỏi nếu tìm ra công bình chính trực là thế nào, Ngô Bối sẽ yêu cầu người công bình chính trực trả lời chính xác vì lý do gì lại không khác mà giống công bình chính trực về mọi mặt. Hay Ngô Bối sẽ bằng lòng nếu người công bình chính trực tiếp cận càng gần càng tốt, chia sẻ, dự phần trong đó càng lớn lao hơn người khác càng quý hóa không? Sự thể như thế sẽ khiến Ngô Bối bằng lòng. Đó là mô hình lý tưởng Ngô Bối tìm kiếm khi nói bản chất công bình chính trực và bất công bất chính là thế nào, đồng thời miêu tả người công bình chính trực hoàn toàn, người bất công bất chính hoàn toàn ra sao nếu họ thực sự tồn tại. Do quay mắt nhìn họ, do nom thấy mức độ hạnh phúc họ vui hưởng hoặc mặt trái của hạnh phúc họ gánh chịu, Ngô Bối buộc lòng phải thừa nhận càng tiến gần Ngô Bối càng hầu như chia sẻ số phận họ. Mục đích của Ngô Bối là vậy, chứ không phải tìm cách chứng tỏ mô hình lý tưởng có thể thực hiện bằng thực tế, đúng không? Thưa, đúng. Quý Hữu có nghi ngờ khả năng nghệ thuật nếu họa sĩ vẽ chân dung người xinh đẹp tuyệt vời, mô tả đầy đủ chi tiết cho bức họa hoàn chỉnh, song không thể chứng tỏ người như thế thực sự tồn tại không? Không, trời ơi, chắc chắn không. Thế Ngô Bối chẳng vừa dùng lời phác họa chân dung thành quốc lý tưởng đó ư? Đúng thế. Vậy có phải bức họa tồi dở chỉ vì Ngô Bối không thể chứng tỏ làm thế nào thực hiện trong thực tế không? Không. Vậy đó là sự thật của vấn đề. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục theo đuổi đề tài, làm đẹp lòng Quý Hữu, tìm cách chứng tỏ làm thế nào, điều kiện ra sao Ngô Bối có thể tới gần hơn hết mô hình lý tưởng, bản nhân phải yêu cầu Quý Hữu thừa nhận nguyên tắc tương tự áp dụng cho sự kiện bản nhân trình bày. Nguyên tắc nào? Bản nhân muốn biết lý thuyết có thể thực hiện đầy đủ bằng thực hành không? Hay theo bản chất sự việc bất kể người ta nghĩ thế nào, thực hành không bao giờ có thể tới gần chân lý như lý thuyết? Dù sao cũng cho bản nhân hay Quý Hữu có thừa nhận sự thật hay không? Thừa nhận. Vậy đừng ép buộc bản nhân chứng tỏ sự việc Ngô Bối miêu tả trong lý thuyết có thể thực hiện trong thực hành, mà nên chấp nhận Ngô Bối sẽ đáp ứng yêu cầu Quý Hữu đưa ra. Thực hiện là khả dĩ nếu Ngô Bối có thể tìm ra điều kiện theo đó thành quốc có thể tới gần lý thuyết hơn hết. Quý Hữu có bằng lòng như thế không? Phần riêng bản nhân bằng lòng. Tiện nhân cũng vậy. Điều tiếp theo bản nhân nghĩ Ngô Bối phải cố gắng tìm ra, đồng thời chứng tỏ sai trái ra sao trong cơ chế thành quốc hiện hành khiến không thể điều hành như Ngô Bối miêu tả, và thay đổi nhỏ nhất là thế nào để giúp thành quốc đạt cơ chế.
Thay đổi nhỏ nhất bản nhân muốn nói thay đổi chỉ có một nếu có thể, nếu một không được thì hai, hoặc bằng mọi cách càng ít càng nhỏ càng tốt, hậu quả không đáng kể. Bằng mọi cách. Bản nhân nghĩ Ngô Bối có thể thực hiện biến đổi bằng thay đổi đơn thuần. Thay đổi không nhỏ và cũng không dễ, song có thể. Thay đổi thế nào xin cho hay. Bây giờ bản nhân sẽ trực diện với khó khăn Ngô Bối gọi là đợt sóng khổng lồ. Bản nhân phải nói quý hữu hay đợt sóng đó thế nào, dù nó cuốn xoáy trong tiếng cười ngạo nghễ, bản nhân chết chìm dưới lớp sóng khinh khi. Bởi thế xin sẵn sàng lắng nghe. Bắt đầu đi. Theo bản nhân, xã hội Ngô Bối miêu tả bấy lâu sẽ không bao giờ trở thành sự thật, hoặc nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thành quốc và nhân loại sẽ không tránh khỏi bất hạnh tai ương. Glaucon quý mến ơi, nếu trên thế giới người cầm quyền không là triết gia, hoặc người bây giờ Ngô Bối gọi là quốc vương, lãnh tụ chưa nghiên cứu triết học thực sự và đầy đủ, nói khác đi, chính trị và triết lý chưa kết hợp làm một, quyền hành chưa về tay một người, trong khi người bản chất khác biệt hiện nay tìm cách loại bỏ lẫn nhau chưa bị ngăn cản không cho làm như thế. Sở dĩ vậy ấy là vì bản nhân thấy phát biểu ngược đời làm sao cho nên có lúc ngập ngừng không nói ra. Kể cũng lạ và lạ vô cùng khi nhận ra không có bóng dáng hạnh phúc thực sự cho xã hội hay con người trong bất kỳ thành quốc nào. Socrates quý mến ơi, tốt lời như vậy, phát biểu ý kiến như thế giữa thanh thiên bạch nhật tiên sinh sẽ không ngạc nhiên nếu đa số người tao nhã, không phải thiểu số người bình dân, cởi phăng áo choàng, thân thể trần trụi, mỗi người vơ vội vũ khí, xắn tay áo sổ tới quyết tâm hoàn thành sứ mạng anh hùng. Trừ phi dùng lý luận ngăn chặn, hoặc co giò tẩu thoát, nếu không thế nào tiên sinh cũng sẽ trả giá thực sự về tội ngạo diễu khinh khi. Ơ hay quý hiếu làm thế với bản nhân chứ ai? Tiện nhân không ân hận. Dẫu thế không có nghĩa là tiện nhân sẽ rời bỏ tiên sinh, mà hết lòng trợ giúp, song không vượt quá mức độ thiện chí và khuyến khích. Có lẽ quen với câu hỏi tiện nhân có thể trả lời thích đáng dùm tiên sinh hơn mấy người. Vậy với đỡ đần như thế hãy tìm cách thuyết phục người hoài nghi sự thật đúng như tiên sinh phát biểu. Được quý hiếu tận tình trợ giúp bản nhân phải cố gắng hết sức. Nếu bằng cách nào đó thoát khỏi mũi ruồi tấn công quý hữu nói đang đe dọa khôn lường, Ngô Bối phải định nghĩa triết gia mà Ngô Bối khẳng định phải là người cầm quyền. Khi không còn hồ nghi thế nào là triết gia, Ngô Bối có thể bảo vệ bản thân bằng cách nêu dẫn có người bẩm sinh thích hợp với triết lý và chính trị trong vai trò lãnh đạo, có người không có khuynh hướng tương tự chẳng nên động tới triết lý mà chỉ cất bước đi theo. Đã đến lúc cần định nghĩa. Đồng ý, vậy đi theo, để xem nếu bằng cách nào đó Ngô Bối có thể giải thích sự thể thỏa đáng. Tiên sinh đi trước dẫn đường. Bản nhân không cần lưu ý quý hữu thừa biết, khi nói một người yêu cái gì, nếu ngôn từ sử dụng chính xác Ngô Bối phải chứng tỏ người đó không yêu một phần, loại bỏ phần khác mà yêu toàn thể cái đó. Xin lỗi tiện nhân cần lưu ý, vì thực tình không hiểu tiên sinh. Bản nhân chẳng cần chờ đợi câu trả lời như thế, Glaucon ơi, câu trả lời hợp với người khác hơn quý hữu. Người đa cảm như quý hữu hẳn phải nhớ khuynh hướng si tình luôn luôn bị đam mê thôi thúc đối với thanh niên đang tuổi dậy thì nên thường nghĩ họ xứng đáng chú ý và yêu thương. Bản nhân muốn nói đó không phải cách quý hữu và người như quý hữu xử sự với thanh niên đẹp trai hay sao? Ca ngợi mũi hếch quý hiếu bảo duyên dáng, mũi khoằm quý hiếu bảo cương nghị, mũi giữa hếch và khoằm quý hiếu bảo cân xứng ngoạn mục, nước da sậm cương trực, nước da lợt thánh thiện. Còn màu mật ong quý hiếu nghĩ cụm từ là gì nếu không phải phát minh huyền khúc người yêu thấy dễ dàng bỏ qua cặp má tái nhợt chừng nào đối tượng còn trẻ không? Tóm lại quý hiếu sẽ thấy đủ thứ từ ngữ, đủ thứ biện bạch để không loại bỏ khước từ bất kể người nào đang độ sung sức ở tuổi hoa niên. Nếu tiên sinh lấy tiện nhân làm tỷ dụ người yêu si tình xử sự thế nào, tiện nhân sẵn sàng chấp nhận vì cuộc tranh luận. Ô quý hiếu không thấy người mê rượu vang cũng xử sự tương tự hay sao? Họ yêu đủ thứ rượu vang và tìm đủ lý lẽ để khen ngợi rượu vang. Vâng, quả thật như vậy. Bản nhân hy vọng quý hiếu cũng nhận ra người yêu danh dự xử sự thế nào. Nếu không nắm quyền đại tướng chỉ huy quân đoàn, họ sẵn sàng nắm quyền thiếu tướng chỉ huy phần 3 quân đoàn. Nếu không được người danh giá quan trọng đề cao, họ bằng lòng chấp nhận người tầm thường, hèn mọn ca ngợi, vì say mê danh dự với bất cứ giá nào. Chắc chắn vậy. Xin cho biết quý hiếu có đồng ý chuyện này hay không?
khi nói một người say mê cái gì, Ngô Bối muốn nói người đó ước ao toàn bộ cái đó, hay chỉ phần này, phần kia? Thưa toàn bộ. Sự thể cũng tương tự với triết gia. Ngô Bối nói triết gia yêu hiểu biết, say mê hiểu biết, không phân biệt loại hiểu biết này hay loại hiểu biết nọ, mà mọi loại hiểu biết, đúng không? Thưa, đúng. Nếu người chuộng kiến thức yêu hiểu biết lại om sòm, nhắng nhít về chuyện học hỏi, nhất là nếu trẻ tuổi, chưa đủ nhận xét để biết, chưa thể giải thích hợp lý cái gì hữu ích, cái gì vô ích đối với mình, Ngô Bối sẽ không gọi là người yêu học hỏi hoặc triết gia, cũng như Ngô Bối sẽ không nói người cầu kỳ kiểu cách về thức ăn là đói hoặc thèm ăn, mà gọi là người biếng ăn, không phải người ham ăn. Thưa, đúng thế. Trái lại, người sẵn sàng tiếp cận đủ thứ hiểu biết, hăng hái tìm hiểu sự việc, không bao giờ thỏa mãn, Ngô Bối sẽ nói người đó xứng đáng là triết gia, phải không? Bức tranh bao gồm nhiều người kỳ quái, Glaucon đáp. Người yêu cảnh trí, người mê âm thanh, thích tìm hiểu sự việc hiện hình đầy đủ trong họa phẩm tiên sinh phác họa, họ là hạng dị thường xếp loại như triết gia, vì không bao giờ muốn tham dự bàn luận nghiêm túc hoặc tiêu khiển thời gian theo cách tương tự. Trái lại, họ sẵn sàng chạy quanh, không hề vắng mặt hội tế tử thần tổ chức trong thành phố hay ở làng quê, làm như đôi tai đã chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe mọi biểu diễn, mọi hợp xướng. Ngô Bối có kể người chia sẻ thị hiếu như thế, say sưa nghệ thuật tiểu xảo như vậy là triết gia không? Không, họ không phải, song có vẻ giống triết gia. Vậy người nào tiên sinh sẽ gọi là triết gia? Người thích nhìn sự thật. Thưa, đúng, nhưng tiên sinh nói thế nghĩa là thế nào? Sự thể không dễ giải thích cho người khác cùng hay, song bản nhân nghĩ quý hữu sẽ đồng ý điểm này. Điểm thế nào? Vì đẹp và xấu đối nghịch, nên hai cái là hai sự việc khác nhau. Dĩ nhiên. Vì là hai, nên mỗi cái cũng là một. Đúng vậy. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng với công bình chính trực và bất công bất chính, tốt và xấu cùng mọi hình trạng, mỗi cái tự nó là một, song vì xuất hiện khắp nơi thành cộng đồng kết hợp với hành động, với thân thể cái này với cái kia, nên mỗi cái có vẻ là vô số. Đúng thế. Bản nhân dùng nguyên tắc này để phân biệt người yêu cảnh trí, người yêu âm thanh, người yêu thủ công thực dụng của quý hữu với triết gia theo nghĩa chân thực, họ là đề tài Ngô Bối thảo luận. Tiên sinh tiến hành ra sao? Người thích nhìn, người thích nghe cảm thấy thích thú vì âm thanh giạt rìu, màu sắc tươi đẹp, hình thù xinh xắn cùng tác phẩm nghệ thuật mô phỏng các yếu tố đó, nhưng tâm trí họ không thể nhìn và cảm thấy thích thú trong bản chất cốt yếu của chính cái đẹp. Đương nhiên là vậy. Người có thể tiến tới chính cái đẹp, nhìn cái đẹp thực sự là cái đẹp trong chính nó không phải hiếm hay sao? Quả thực rất hiếm, đếm trên đầu ngón tay. Thế người nhận ra sự hiện hữu của sự vật xinh đẹp, song vì chân trời giới hạn, không tin tưởng sự hiện hữu của chính cái đẹp, nếu có người dẫn tới chỗ để hiểu biết cái đẹp, không thể đi theo quý hữu nghĩ người đó tỉnh hay mơ. Xin để ý thế này, có phải mơ chỉ là lẫn lộn giữa thực và mộng, giữa nguyên hình và tương tự, giữa thực tại và thừa tượng dù người mơ ngủ hay thức không? Theo tiện nhân người ở trạng thái tâm linh đó chắc chắn đang mơ. Thế, ngược lại, người tin tưởng chính cái đẹp, nhìn cả cái đẹp lẫn sự vật đặc biệt chia sẻ, dự phần trong cái đẹp, không lẫn lộn sự vật đặc biệt và cái đẹp trong đó sự vật đặc biệt chia sẻ, dự phần thì sao? Quý hữu nghĩ người đó tỉnh hay mơ? Người đó hoàn toàn tỉnh. Bởi thế Ngô Bối có thể miêu tả trạng thái tâm linh của người đó là hiểu biết, trạng thái tâm linh của người kia là quan niệm không? Đương nhiên chắc vậy. Nếu người Ngô Bối nói chỉ quan niệm, không hiểu biết, lại bực tức nặng lời đặt vấn đề điều Ngô Bối phát biểu thì sao? Ngô Bối có nên tìm cách thân thiện trấn an, nhẹ nhàng lôi cuốn mà không để người đó biết đầu óc rối loạn rồi không? Bắt buộc. Ngô Bối hãy nghĩ nói gì với người đó. Bắt đầu tìm hiểu Ngô Bối có nên nói với người đó. Ngô Bối không hề đố kỵ đối với bất kỳ hiểu biết nào người đó sở đắc mà quả thực vui mừng, thích thú thấy người đó hiểu biết đủ thứ, sau đó hỏi liệu người đó có vui lòng trả lời câu hỏi này không, có phải người hiểu biết là hiểu biết cái gì hoặc không hiểu biết gì hết phải không? Quý hữu trả lời dùm người đó. Tiện nhân sẽ đáp người đó hiểu biết cái gì? Cái hiện hữu, hoặc không hiện hữu hả? Cái tồn tại. Làm sao người đó hiểu biết cái không tồn tại? Ngô Bối có đồng ý, sau khi nhìn vấn đề từ mọi khía cạnh, cái tồn tại đầy đủ là có thể hiểu biết đầy đủ, cái không tồn tại là không thể hiểu biết hoàn toàn không? Hoàn toàn đồng ý.
Jasper, nhưng nếu có cái ở tình trạng như thể vừa hiện hữu vừa không hiện hữu, vậy cái đó có nằm giữa cái tuyệt đối hiện hữu và cái hoàn toàn không hiện hữu, phải không? Thưa, phải, nằm giữa. Vì hiểu biết liên quan tới cái hiện hữu, không hiểu biết đương nhiên liên quan tới cái không hiện hữu, nên mô bối cũng phải tìm cho ra xem cái nằm giữa hai cái có liên quan tới cái nằm giữa hiểu biết và không hiểu biết không, nếu có cái thực sự như vậy. Vâng. Mô bối có chấp nhận quan niệm tồn tại không? Có chứ. Cùng khả năng như hiểu biết hay khác? Khác. Bởi thế quan niệm và hiểu biết phải có quan hệ khác biệt tương ứng với khác biệt về khả năng. Chắc chắn. Vậy hiểu biết liên quan tới cái hiện hữu và hiểu biết cái hiện hữu như cái đó hiện hữu và hiện hữu thế nào? Tuy nhiên, có khác biệt bản nhân sẽ nêu trước khi tiếp tục. Khác biệt ra sao? Mô bối xếp chung là khả năng, sức mạnh trong mô bối và trong sự việc giúp mô bối thực hiện mọi chức năng khác nhau mà mô bối có thể. Do thế nhìn và nghe chẳng hạn bản nhân gọi là khả năng. Quý hữu có hiểu loại sự việc bản nhân muốn nói không hở? Thưa tiện nhân hiểu. Xin nói quý hữu hay bản nhân nghĩ thế nào về khả năng? Bản nhân không nhìn thấy. Khả năng không có màu sắc, hình thù hay bất kỳ phẩm chất tương tự do quan sát bản nhân phân biệt vật này với vật kia. Bản nhân chỉ có thể xác định khả năng bằng cách quan sát phạm vi và tác dụng của khả năng. Bản nhân bảo khả năng tương tự nếu phạm vi và tác dụng của khả năng tương tự, khác biệt nếu hai thứ khác biệt. Ý kiến quý hữu thế nào? Như tiên sinh. Vậy ngô bối quay lại, xin vui lòng cho bản nhân hay quý hiếu có nghĩ hiểu biết là khả năng không? Quý hiếu có thể xếp loại hiểu biết theo cách khác không? Thưa, không, hiểu biết là khả năng và là khả năng mãnh liệt hơn hết trong mọi khả năng. Quan niệm có thể xếp loại là khả năng không hay thế nào? Thưa, có thể, vì đó là sức mạnh giúp ngô bối hình thành quan niệm. Nhưng lúc nãy quý hiếu đồng ý hiểu biết và quan niệm khác nhau. Vâng, cái không sai lầm và cái sai lầm, vì thế người có óc nhận thức không đồng hóa cái này với cái kia. Tuyệt, câu trả lời rõ ràng chứng tỏ mô bối đồng ý hiểu biết và quan niệm khác nhau. Vâng, do khả năng khác nhau, quan niệm và hiểu biết có phạm vi khác nhau, phải không? Đương nhiên, phạm vi của hiểu biết là thực tại, phải không? Chức năng của hiểu biết thực tại của bất kể cái gì hiện hữu và hiện hữu như thế nào, đúng? Không. Vâng. Chức năng của quan niệm là hình thành quan niệm, phải không? Thưa, phải. Chủ đề của quan niệm có tương tự chủ đề của hiểu biết không? Phạm vi của hiểu biết và quan niệm có giống nhau không? Hay là không thể? Không, theo nguyên tắc ngô bối đã đồng ý. Nếu khác nhau về khả năng, đương nhiên khác nhau về phạm vi, nếu quan niệm và hiểu biết là hai khả năng khác biệt như ngô bối nói, vậy phạm vi của hiểu biết và quan niệm tất nhiên không thể giống nhau. Nếu phạm vi của hiểu biết là hiện hữu, phạm vi của quan niệm hẳn phải khác không phải hiện hữu, phải không? Vâng. Vậy có thể quan niệm cái không hiện hữu không? Hay cũng không thể quan niệm cái không hiện hữu? Để ý điều này. Có quan niệm là có quan niệm về cái gì? Ngô bối có thể có quan niệm về cái không hiện hữu không? Không thể. Người có quan niệm là nắm cái gì đó trong trí phải không? Vâng. Nhưng không hiện hữu không thể gọi là cái gì, mà nói đúng ra chẳng là cái gì. Đúng. Vậy ngô bối phải xếp loại không hiểu biết quan hệ với không hiện hữu, hiểu biết quan hệ với hiện hữu, phải không? Đúng. Quan niệm không quan hệ với hiện hữu hoặc không hiện hữu, phải không? Không với cả hai. Và cũng không quan hệ với không hiểu biết và hiểu biết, phải không? Dường như thế. Vậy có thể có quan niệm nằm ngoài không hiểu biết và hiểu biết không? Quan niệm rõ hơn hiểu biết hay tối hơn không hiểu biết? Không cả hai. Trong trường hợp đó bản nhân nghĩ quan niệm đối với quý hữu có vẻ tối hơn hiểu biết, song sáng hơn không hiểu biết. Cả hai, và ở mức độ không nhỏ. Và cũng nằm giữa hai phạm vi. Vâng. Vậy quý hiếu kết luận quan niệm ở giữa hai phạm vi. Thưa, đúng thế. Nhưng ngô bối đã khẳng định trước đây nếu cái xuất hiện cùng lúc có vẻ vừa hiện hữu vừa không hiện hữu, cái đó thuộc loại nằm giữa hiện hữu tuyệt đối và không hiện hữu tuyệt đối, không quan hệ với hiểu biết hoặc không hiểu biết, song quan hệ với cái hiện hình ở giữa hiểu biết và không hiểu biết, đúng không? Đúng thế.
Bây giờ Ngô Bối thấy cái Ngô Bối gọi là quan niệm nằm ở giữa, phải không? Thưa, phải. Ngô Bối còn phải tìm cho ra cái dự phần vào cả bản chất hiện hữu lẫn không hiện hữu, cái tuyệt đối không thể gọi chính xác là cái này hoặc cái kia, nếu tìm ra Ngô Bối có thể tạm gọi đó là đối tượng của quan niệm như vậy liên hệ cực điểm, trung điểm với trung điểm, đồng ý không? Thưa, sẵn sàng. Sau khi đưa ra nguyên tắc, bản nhân sẽ quay lại thân hiếu khả ái của Ngô Bối từng phủ nhận cái đẹp tuyệt đối trong chính nó, hoặc bất kỳ hình trạng bất biến nào của cái đẹp mà quan niệm chỉ có cái đẹp tương đối, đa dạng, yêu cảnh trí, yêu cái đẹp hữu hình, song nhất định không đồng ý có cái đẹp duy nhất, cái công bình duy nhất, hoặc bất kể cái gì duy nhất. Bản nhân sẽ nói với thân hiếu quý hóa, rất mong quý nhân vui lòng cho Ngô Bối hay trong biết bao vật xinh đẹp có cái nào xấu xí không? Trong vô số hành vi công bình chính trực có hành vi nào bất công bất chính không? Hoặc trong muôn vàn cái thánh thiện có cái nào tội lỗi không? Không, tất cả xem ra theo nghĩa nào đó có vẻ vừa đẹp vừa xấu, sự thể tương tự với cái khác tiên sinh vừa nêu. Thế nhiều cái gấp đôi cái khác thì sao? Nếu gấp đôi một cái, những cái đó cũng có thể coi bằng nửa cái khác không? Có thể. Những cái Ngô Bối bảo lớn, nhỏ, nhẹ, nặng cũng có thể gán cho thuộc tính đối nghịch chứ? Vâng, có thể gán cho cả hai phẩm chất. Vậy Ngô Bối có thể gọi cái nào trong nhiều cái là hiện hữu, cái nào là không hiện hữu, cái ai cũng bảo là hiện hữu không? Hai cái đều khó hiểu như câu đố người ta đố nhau trong bữa tiệc, hoặc trẻ con đố nhau hoạn quan ném con rơi, hoạn quan lấy gì ném con rơi đậu trên cái gì? Mỗi đối tượng tiện nhân vừa nêu cũng là câu đố hai nghĩa, cả hai mơ hồ tương tự. Suy nghĩ chán chê tiên sinh cũng không thể ấn định cả hai hiện hữu hay không hiện hữu, hoặc vừa hiện hữu vừa không hiện hữu, hoặc không phải cả hai. Quý hữu có nghĩ ra cách hay hơn để giải quyết vấn đề thay vì đặt cả hai giữa hiện hữu và không hiện hữu không? Rõ ràng cả hai không có vẻ tối đến độ không thực bằng không hiện hữu, hoặc sáng đến mức thực hơn hiện hữu. Đúng quá. Bởi thế Ngô Bối dường như có thể kết luận ý kiến đa số phần lớn người đời chấp nhận về cái đẹp và vạn vật dập dờn giữa cái không hiện thực và cái hiện thực hoàn toàn. Thưa, phải. Trước đây Ngô Bối đã đồng ý nếu có cái gì thuộc loại đó, cái đó sẽ phải gọi là phạm vi của quan niệm, không phải phạm vi của hiểu biết, vì là khu vực giao thoa ở giữa do khả năng ở giữa chi phối. Vâng, Ngô Bối đồng ý. Ngô Bối nghĩ thế nào về những người này? Người nhìn cái đẹp đa số tương đối, chưa nhìn cái đẹp đơn thuần tuyệt đối, lại không theo hướng dẫn chỉ đường tới đó. Người nhìn công bình đa số tương đối, chưa nhìn công bình tuyệt đối. Người như thế trong mọi trường hợp có thể nói là có quan niệm, song không thể nói là hiểu biết cái họ quan niệm. Đương nhiên, ngược lại người nhìn cái tuyệt đối, trường tồn, bất biến hiển nhiên là người có hiểu biết, không phải quan niệm. Cũng không thể phủ nhận cả hai. Người yêu quý, ôm ấp hiểu biết tương phản với người ấp ôm quý yêu quan niệm. Bản nhân dám nói chắc hẳn quý hữu còn nhớ, người sau tương tự người thích nghe âm thanh êm dịu, thích nhìn màu sắc tươi đẹp, song không chấp nhận sự hiện hữu của cái đẹp tuyệt đối. Vâng, tiện nhân còn nhớ không quên. Dạo nhạc không đúng nhịp liệu Ngô Bối có mang tội khiếm nhã gọi họ là người yêu quan niệm thay vì người yêu hiểu biết không? Và quý hiếu có nghĩ họ sẽ nổi đoá vì Ngô Bối miêu tả họ như thế không hở? Nếu chịu nghe tiện nhân sẽ nói, họ đừng nổi đoá. Bởi lẽ không ai có quyền nổi đoá với sự thật. Nhưng Ngô Bối phải gọi người yêu sự thật trái tim thẩm nhập bản chất chân thực từng sự vật là triết gia, không phải người yêu quan niệm. Vâng, nhất định, phần 6. Bây giờ triết gia được định nghĩa là người yêu hình trạng. Trong phần này Socrates hơn một lần quay lại phẩm chất cần có để trở thành triết gia. Ông đặt lòng yêu sự thật lên trước rồi từ đó suy ra phẩm chất đạo đức cần có gồm cả đạo đức truyền thống. Ông cũng nhấn mạnh vài phẩm chất tỉ như lanh lẹ, bình tĩnh, hầu như mâu thuẫn, hiếm khi thấy cùng hiện diện. Adeimantus đồng ý, song nêu rõ mặc dù Socrates cố tình ép buộc người nghe phải đồng ý từng điểm, song phần lớn vẫn nghĩ triết gia sáng giá nhất hạng là đồ vô dụng, nhiều người còn tồi tệ. Với vẻ mỉa mai Socrates nói đa số có lý, lời đáp khiến người nghe giật mình. Ông giải thích tính cách vô dụng qua chuyện ngụ ngôn con thuyền quốc gia, trong đó thủy thủ vì mù nên nghĩ nghệ thuật hàng hải gồm nắm mái chèo khua nước, coi thuyền trưởng chân thực như nhà chiêm tinh vô dụng.
Nói về tính cách tồi tệ, ông Trưng nêu bản chất triết lý dẫn tới say mê, vì say mê nên phẩm chất tha hóa, chứng kiến cảnh tượng khiến xã hội coi thường. So với thực trạng đó, do chỉ tìm hiểu tính khí xúc vật và coi đó là kiến thức triết phái Sophist tác hại ít hơn. Cho nên khi bản chất triết lý bị lôi cuốn khỏi triết lý tâm hồn ti tiện tầm thường ưa gây gổ xâm nhập tức thì dẫn đưa bản chất vào vòng tai tiếng. Triết gia phải có khả năng học hỏi cao rộng ấy là học hỏi chân thiện. Yêu cầu định nghĩa chân thiện, ông trả lời ông không thể, mà sẽ miêu tả con cái chân thiện giống hệt chân thiện, rồi ông đưa ra ẩn dụ so sánh, chiếu sáng thế giới vật lý, mặt trời thực hiện chức năng tương tự như chân thiện đối với thế giới lý tính. Tiến sâu giải thích, ông đưa ra hình ảnh khác, hình ảnh đường thẳng, miêu tả giấc mơ phiêu du từ nhận thức đơn thuần lên tới hiểu biết trọn vẹn, hoàn hảo, và hành trình đó cũng là hành trình vươn tới thực tại. Khi viết phần này, Plato cho thấy ông là nhà văn khả năng sáng tác sung mãn, tưởng tượng gợi hình mãnh liệt. Phần này có nhiều đoạn, như chuyện ngụ ngôn con thuyền, chuyện so sánh mặt trời, chuyện hình ảnh đường thẳng, trở thành biểu tượng bất tử trong văn chương cũng như triết học, đọc dù chỉ một lần sẽ nhớ đời. Hình ảnh đó miêu tả tư tưởng và ý nghĩa, Plato muốn phô bày sắc nét đậm màu hơn bất kỳ đoạn văn nào miêu tả tương tự trong văn chương cổ kim. Poklaukon, bàn luận vòng vo quanh quẩn mãi, khó khăn lắm bây giờ mới tìm ra, Ngô Bối thấy rõ ai là triết gia, ai không phải triết gia. Bàn luận ngắn ngủi xem ra không dễ chút nào. Bản nhân nghĩ Quý Hiếu có lý. Tuy thế, phần riêng, bản nhân lại nghĩ Ngô Bối có thể giải quyết vấn đề ngoạn mục hơn nếu chỉ bàn luận đề tài duy nhất, không đi vào nhiều điểm vẫn cần chú ý trước khi nhìn ra khác biệt giữa cuộc đời công bình chính trực và cuộc đời bất công bất chính. Vậy đề tài tiếp theo để bàn luận là gì? Đề tài tiếp theo hả? Thế này, người có khả năng am tường cái trường tồn, bất biến là triết gia, người không có khả năng như thế lang thang vô định giữa muôn vàn hiện tượng biến đổi theo muôn vàn cung cách không phải triết gia, xin cho bản nhân hay, trong hai người người nào xứng đáng để Ngô Bối trao quyền cai trị thành quốc? Tiện nhân làm thế nào trả lời câu hỏi cho đúng cách? Địa vị vệ quốc dành cho người có khả năng bảo vệ luật pháp thành quốc và phong tục xã hội. Vâng, đúng thế. Nên trao quyền canh gác giữ gìn mọi thứ cho người mù hay người sáng mắt. Chuyện đó không có gì phải bàn cãi. Quý Hiếu có nghĩ có khác biệt giữa người mù và người không có hiểu biết chân thực về thực tại, trong tâm trí không có mô hình toàn bích rõ ràng để có thể quay lại, như họa sĩ quay lại người mẫu ngõ hầu nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quy định khái niệm hợp lý ở thế giới này về cái gọi là đẹp, đúng, tốt, tại chỗ cần quy luật như thế, hoặc canh gác duy trì quy định đã thiết lập không? Không, trời ơi, họ khác chi người mù. Vậy Ngô Bối có nên biến họ thành vệ quốc không? Hay Ngô Bối thích triết gia, người không những đã học hỏi để hiểu biết từng thực tại chân thực mà còn thừa kinh nghiệm đối với thực tế như người khác và có thể ganh đua với vệ quốc trong mọi lĩnh vực tuyệt hảo. Không chọn người này là phi lý, nếu người này không kém cỏi về mặt khác. Vì về phẩm chất cốt tử của hiểu biết người này rõ ràng vượt trội. Vậy Ngô Bối có nên thảo luận làm thế nào người này có thể phối hợp cả hiểu biết lẫn kinh nghiệm không? Nên chứ. Như Ngô Bố đã nói khi bắt đầu thảo luận, điểm đầu tiên là đào sâu tìm cho ra bản tính tự nhiên của người này. Khi đồng ý với nhau về cái đó rồi, bản nhân nghĩ Ngô Bối sẽ sẵn sàng đồng ý người này cũng có thể sở đắc cả hai phẩm chất cũng như người này là người đủ khả năng đảm nhận trọng trách lãnh đạo thành quốc. Xin giải thích. Nét nổi bật trong bản tính người này Ngô Bối có thể thừa nhận là yêu quý mọi ngành học hỏi dẫn tới phát hiện thực tại bất biến, lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi biến hóa thăng trầm thay đổi thường xuyên. Đồng ý. Hơn thế người này yêu quý toàn bộ thực tại đó, tác phong giống tác phong người yêu tình ái, người yêu danh dự Ngô Bối miêu tả trước đây, không sẵn sàng bằng lòng thiếu mất phần nào, lớn hay nhỏ, sang trọng hay tầm thường. Vâng, tiên sinh nói chí phải. Vậy nếu đúng như Ngô Bối miêu tả trong bản tính triết gia không có đặc tính nữa hả? Cái gì? Chân thật, triết gia nhất định không chấp nhận giả dối, mà ghét giả dối vì yêu sự thật. Đương nhiên. Không những đương nhiên, Quý Hiếu ơi, mà còn hoàn toàn là đặc tính tuyệt đối cần thiết của người yêu, do bản tính phải tận tụy với mọi thứ liên hệ mật thiết với đối tượng của tình yêu. Đúng thế. Có cái gì liên hệ gần gũi với hiểu biết hơn sự thật không hở? Không.
như vậy chắc hẳn khó có thể phối hợp trong cùng bản tính lòng yêu hiểu biết với lòng yêu giả dối. Hoàn toàn không thể. Bởi thế người thực sự yêu hiểu biết sẽ thèm khát toàn bộ sự thật từ lúc đầu còn xanh tuổi còn trẻ. Chắc chắn. Nhưng hơn thế Ngô Bối thừa biết nếu nhắm mãnh liệt về một hướng ước muốn của người đó do vậy sẽ yếu đà ở hướng khác như dòng suối tách nước ra nhiều ngả. Hẳn thế. Do vậy như dòng nước đổ về hướng thu thập hiểu biết và hoạt động tương tự ước muốn của người đó sẽ tập trung vào vui thú tinh thần, lánh xa thú vui thể xác nghĩa là nếu người đó là triết gia đích thực không phải triết nhân giả mạo. Đương nhiên, người đó sẽ tự chế, không khát khao, vồ vập tiền bạc. Người khác bận tâm, hăm hở tìm kiếm tiền bạc để tiêu pha vung vít người đó không vậy. Đúng thế. Nhưng khi phân biệt bản tính triết lý với bản tính phi triết lý quý hữu cũng phải để ý cái này. Cái gì vậy? Quý hữu phải để ý cái không dính dáng tới bần thiện. Vì tâm trí thì thiện hoàn toàn không xứng hợp với ý định bất biến luôn luôn vươn tới nhằm nắm bắt toàn bộ trọn vẹn cái siêu việt và cái trần tục. Trí lý. Nếu người bẩm sinh đầu óc vĩ đại tầm nhìn sâu rộng để mắt quan sát toàn bộ thời gian và toàn bộ thực tại quý hữu có nghĩ người đó coi đời người là cái gì quan trọng không? Không. Vì thế người đó sẽ không nghĩ chết là cái đáng sợ. Không. Như vậy tức là bản chất thi thiện nhút nhát không thể thực sự dính dáng tới triết lý chân thực. Không, theo ngụ ý, không thể. Vậy xin cho hay người bản chất quân bình, không thi thiện, không keo kiệt, không huênh hoang, không nhút nhát liệu có thể là người khó chơi hoặc trở thành bất công bất chính không? Không. Bởi thế khi tìm kiếm bản tính có triết lý hay không quý hiếu phải để ý quan sát bản tính đó ngay từ lúc còn trẻ có chính trực, hòa nhã hay ngang ngạnh cộc cằn. Đương nhiên. Còn điều nữa quý hiếu cũng chớ bỏ qua. Điều gì vậy? Bản nhân muốn nói bản tính đó học hỏi nhanh chóng hay chậm chạp, dễ dàng hay khó khăn. Quý hữu không thể kỳ vọng người đặc biệt yêu thích cái gì khi thực hiện lại thấy đau đớn, khó khăn, cực nhọc, nhiều cố gắng, ít thành công. Không, người đó không thể. Một người có thể tránh rơi vào tình trạng hoàn toàn không hiểu biết nếu không thể lưu giữ cái đã học hỏi và không có trí nhớ không? Dĩ nhiên không. Do vậy người đó sẽ hì hục căm cụi mất công vô ích cuối cùng bị đẩy tới chỗ ghét bỏ bản thân và toàn thể công việc học hỏi. Tất nhiên, bởi thế Ngô Bối không bao giờ kể người hay quên thuộc hàng người có phẩm chất triết lý, Ngô Bối buộc lòng đòi hỏi người đó phải có trí nhớ hoàn hảo. Vâng, nhất định. Hơn thế bản chất xa lạ với thi thần, không có văn hóa hoặc phong cách sẽ thế nào cũng đưa tới chỗ thiếu ý thức về tầm vóc. Chắc vậy. Ý thức về tầm vóc có liên hệ gần gũi với sự thật không hở? Thưa có. Cho nên cộng với đủ thứ phẩm chất đã kể, Ngô Bối cần tìm kiếm tâm trí có phong cách và ý thức về tầm vóc tâm trí sẽ tự nhiên và dễ dàng dẫn tới nhận thức hình trạng của mỗi thực tại. Tiện nhân đồng ý. Vậy sao nhỉ, quý hữu có đồng ý không? Bây giờ Ngô Bối đã kể hết danh sách đặc tính, phẩm chất cần thiết tất cả quấn quyện với nhau, tâm trí phải sở đắc nếu muốn hiểu biết đầy đủ thực tại. Chắc chắn phải có đầy đủ. Quý hữu có chống đối việc theo đuổi không? Ai có thể thực hiện đích đáng trừ phi người đó trong bản chất phải phối hợp trí nhớ bén nhạy, học hỏi mau lẹ, nhìn xa trông rộng, tâm hồn cao thượng, tính tình dịu dàng, gần gũi sự thật, công bình, can đảm, tiết độ không? Thưa, ngay cả thần linh ưa phê bình, châm chọc cũng không bới lông tìm vết chống đối việc theo đuổi như thế. Vậy khi tuổi tác và giáo dục đã đạt mức viên mãn, người đó có phải người duy nhất quý hữu trao thành quốc hay không? Dĩ nhiên không ai có thể phủ nhận điều tiên sinh vừa nói, đến đây Adeimantus lên tiếng ngắt lời. Nhưng mỗi lần tiên sinh nói như lúc này, người nghe lại có ấn tượng kỳ lạ. Họ có cảm tưởng nao núng vì không có kinh nghiệm về nghệ thuật hỏi đáp, nên thường bị lý luận dẫn xa đề, lạc lối một chút trước mỗi câu hỏi tiên sinh đưa ra. Cuối cuộc tranh luận cộng tất cả cách biệt nho nhỏ, họ thấy sai lầm khủng khiếp xuất hiện trái ngược với những gì họ nói trước đó. Họ cảm thấy lý luận của tiên sinh y hệt cuộc chơi cờ, trong đó người đánh cờ tập toạng luôn luôn cuối cùng bị tay chơi cờ cao siêu dồn vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan, không biết đi đường nào. Giống người chơi cờ họ cùng cảm thấy mắc kẹt, không biết nói thế nào trong loại chơi cờ khác biệt, chơi không phải với quân cờ mà với lý luận. Sở dĩ nói thế ấy là vì tiện nhân liên tưởng tới tranh luận hiện tại.
Bây giờ mỗi lần câu hỏi đặt ra, người nào cũng nói không thể dùng lời chống đối bất kỳ điểm nào trong lý luận của tiên sinh, song rõ ràng ai cũng thấy trong thực tế người lao vào triết lý, không phải người gắn bó với triết lý từ lúc trẻ để tiếp thu văn hóa, sau đó rút ra bỏ dở, mà người nấn ná quá lâu, đa số trở thành kỳ cục hết sức chim dại lạc đàn, nếu không muốn nói sa đọa triệt để, trong khi số khác có vẻ khả kính, mặc dù nổi tiếng thanh tao, do hậu quả theo đuổi tiên sinh ca ngợi hết lời, rơi xuống mức hoàn toàn vô dụng đối với xã hội, vô ích đối với thành quốc. Quý hiếu nghĩ cáo buộc như thế đúng hay sai? Tiện nhân không biết tiện nhân muốn nghe tiên sinh nghĩ thế nào? Nếu quý hiếu muốn biết bản nhân sẽ nói bản nhân thấy họ nói đúng sự thật. Vậy làm sao tiên sinh có thể nói thành quốc sẽ không bao giờ hết tệ hại nếu triết gia chưa nắm quyền cai trị, số người tiên sinh đồng ý là phần tử vô dụng trong xã hội? Trả lời câu hỏi bản nhân phải lấy hình ảnh minh họa. Chuyện đó tiên sinh có bao giờ làm đâu? Đấy, thấy chưa, quý hiếu chọc quê sau khi đưa bản nhân vào vòng tranh luận tuyệt vọng muốn đưa ra quan điểm khó khăn vô cùng. Dù sao hãy lắng nghe hình ảnh bản nhân kể, quý hiếu sẽ hiểu bản nhân ham mê hình ảnh nhường nào. Vì cung cách người ta đối xử với người khả kính trong thành quốc đau buồn đến độ không có sự thể đơn độc nào trên trần gian có thể sánh kịp. Bởi vậy, đối với trường hợp như thế, nếu phải biện hộ vị thế tàn tệ, nông nỗi thảm thương của họ, bản nhân phải tìm kiếm từ nhiều nguồn cội gom góp chất liệu làm thành bức tranh, như họa sĩ phối hợp kỳ lạ mấy con vật để vẽ hình nửa dê nửa hươu hoặc quái vật tương tự. Tưởng tượng tình trạng sau đây diễn ra trên bong chiếc thuyền đơn độc hay đoàn thuyền đông đảo. Thuyền trưởng cao lớn, lực lưỡng hơn thủy thủ, song tai hơi nghễnh ngãng, mắt hơi cận thị, kiến thức hàng hải hơi giới hạn. Thủy thủ cãi lộn om sòm chuyện làm hoa thiêu, làm thế nào lái thuyền trên biển, người nào cũng nghĩ mình có thể cầm bánh lái, mặc dù chưa bao giờ theo học nghệ thuật hàng hải, không thể nói ai là thầy dạy hoặc xác định thời gian thực tập. Vậy mà họ nói nghệ thuật vừa kể không cần phải dạy, họ sẵn sàng cho về chín suối người nào nói khoa này cần phải giảng dạy. Suốt ngày họ bu quanh không rời thuyền trưởng năn nỉ, mè nheo, làm đủ trò để thuyền trưởng trao bánh lái. Nếu nhóm này đạt ý nguyện, nhóm kia sẽ hạ sát ném xác xuống biển. Sau đó phục vụ đủ thứ, nào thuốc ngủ, nào rượu ngon, đưa thuyền trưởng chân thật tới chỗ đờ đẫn, làm chủ chiếc thuyền, tận hưởng mọi thứ trên bong, ăn uống lu bù, họ biến hải hành thành cuộc hải du vui thú say sưa. Chưa hết, cuối cùng, họ ca ngợi người biết cách giúp đỡ thuyết phục hay ép buộc thuyền trưởng bằng sức mạnh hay mưu mẹo, họ tán dương người này là hoa thiêu tài ba, am tường hàng hải, hiểu biết biển cả, đồng thời chê bai người kia là vô dụng. Họ hoàn toàn không hiểu hoa thiêu thực sự phải nghiên cứu bốn mùa trong năm, bầu trời, tinh tú, hướng gió cùng đề tài thích hợp liên hệ tới nghề nghiệp nếu muốn thực sự đủ khả năng điều khiển chiếc thuyền. Trái lại, họ nghĩ không tài nào sở đắc khả năng chuyên môn cần thiết để làm công việc điều khiển, bất kể họ có muốn ứng dụng khả năng đó hay không, và không làm gì có chuyện gọi là nghệ thuật hàng hải. Với đủ thứ chuyện như thế diễn ra trên bong, quý hiếu có nghĩ thủy thủ con thuyền mà làm như vậy sẽ không coi hoa tiêu thực sự là tay ba hoa, kẻ nhìn sao, đầu trên mây, vô dụng đối với họ hay sao? Thưa tiện nhân nghĩ tất nhiên họ làm vậy. Bản nhân nghĩ, không cần giải thích chi tiết, quý hiếu cũng hiểu hình ảnh nhằm phơi bày thái độ hiện tại của thành quốc đối với triết gia thực sự. Thưa tiện nhân hiểu. Vậy quý hiếu phải giải thích hình ảnh cho người nào tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự kiện xã hội không quý trọng triết gia, trước hết tìm cách thuyết phục người đó sự thể càng ngạc nhiên gấp bội nếu triết gia được đề cao. Tiện nhân sẽ giải thích cho người đó hay? Rồi nói với người đó thế này, quý nhân nói chí phải, triết gia hạng sáng giá vượt bực là đồ vô dụng đối với đa số nhân dân, đồng thời yêu cầu người đó nếu nói vô dụng thì đừng chê bai người sáng giá mà chê bai người không sử dụng người sáng giá. Đời thuở nhà ai, nghe sao lọt tai, thuyền trưởng lại yêu cầu thủy thủ để thuyền trưởng chỉ huy, và đời thuở nhà ai, chẳng hợp lý chút nào, người tài giỏi đến gõ cửa nhà người giàu có. Tác giả câu nói thâm thúy không nói sự thật mà biến ngôn ý nhị. Điều tự nhiên và chân thực đối với người ốm đau, bệnh tật là dù giàu hay nghèo tới gõ cửa nhà thầy thuốc, và đối với người cần hướng dẫn là gõ cửa nhà người biết hướng dẫn. Nếu thực sự ích dụng người biết hướng dẫn không yêu cầu người cần hướng dẫn chấp nhận để mình hướng dẫn. Đối với người cai trị thành quốc hiện thời, xem ra không sai chút nào, nếu quý nhân so sánh họ với thủy thủ mô bối vừa miêu tả qua hình ảnh, hoặc người họ tuyên bố là kẻ nhìn sao vô dụng với hoa tiêu thực sự.
chí lý. Đó là nguyên nhân và điều kiện gây khó khăn cho việc theo đuổi tuyệt vời để đạt tiếng thơm đối với người theo đường hướng trái ngược. Nhưng chê bai gay gắt, phỉ báng khủng khiếp, gièm pha kinh hồn đối với triết lý lại phát xuất từ người làm ra vẻ thực hành triết lý, người mà người lên án triết lý của quý hiếu tuyên bố đa số đều xấu xa. Người đó còn nói số sáng giá trong bọn hầu như vô dụng, nhận định cay chua bản nhân đồng ý, có phải thế không? Thưa, phải. Ngô Bối đã giải thích lý do vì sao có tình trạng vô dụng trong đám họ. Vâng, Ngô Bối đã làm. Tiếp theo Ngô Bối có nên giải thích tại sao phần lớn trong đám họ lại sa đọa, đồng thời chứng tỏ, nếu có thể, không phải lỗi tại triết lý. Vâng, xin tiên sinh tiến hành. Bắt đầu thảo luận, nói và nghe lần lượt thay phiên, hãy nhớ lại Ngô Bối đã miêu tả bản chất người thực sự tốt đẹp cần có như thế nào. Trước hết, nếu quý hữu còn nhớ, đòi hỏi đầu tiên là sự thật. Người đó phải luôn luôn và tích cực theo đuổi, nếu không sẽ mang tiếng là kẻ mạo danh và bị trục xuất tống cổ khỏi làng triết học chân chính. Ngô Bối đã khẳng định. Điều này chắc hẳn nghịch lý dưới mắt nhiều người đối với người đó. Thưa, chắc vậy. Sau đó, để đáp lời bênh vực, Ngô Bối có nên biện bạch người yêu hiểu biết chân thực có khả năng thiên bẩm kết hợp với thực tại, không bằng lòng nấn ná với mỗi nhóm trong hằng hà sa số sự vật đặc biệt quan niệm thường chấp nhận là thực tại. Trái lại, trong khi tìm kiếm, hăng say vươn lên không mỏi mệt, không lầm lẫn, người đó chỉ ngừng khi nắm bắt bản chất thực tại mỗi sự vật như nó thực sự hiện hữu trong chính nó, với năng lực tâm linh sung mãn để nắm bắt, nghĩa là với năng lực tương tự thực tại, tiến tới, hợp nhất với thực tại. Đến lúc đó, chứ không phải trước đó, do hôn phối, người đó mới hạ sinh nhận thức và sự thật, và chỉ ngừng lâm bồn sau khi đạt tới hiểu biết cuộc đời và chất sống thực sự. Bào chữa như vậy hợp lý hơn hết. Người như thế yêu hay ngược lại ghét giả dối. Ghét giả dối. Khi sự thật dẫn đường cuộc vũ, Ngô Bối không muốn xấu xa kéo đàn đi theo, phải không? Làm sao có thể? Nhưng Ngô Bối hy vọng tìm thấy không phải khuyết tật mà tính tình lành mạnh trong đó thiết độ sánh bước cùng công bình. Đúng thế. Lúc đó, bản nhân nghĩ Ngô Bối không cần đòi hỏi hàng lô phẩm chất khác bản chất triết lý cần có diễn hành trở lại từ đầu. Quý hữu hẳn còn nhớ Ngô Bối thấy phẩm chất đó cũng bao gồm trí khí can đảm, tâm hồn quảng đại, học hỏi mau lẹ, trí nhớ minh mẫn. Tới đó ngắt lời quý hữu lên tiếng, trong khi mọi người buộc phải đồng ý với những gì Ngô Bối phát biểu, nếu tạm ngưng tranh luận, để mắt nhìn số người Ngô Bối bàn luận, mọi người sẽ nói mọi người thấy có triết gia vô dụng, có triết gia hoàn toàn đồi bại. Vì thế cố gắng tìm hiểu nguyên do đưa tới chê trách, bây giờ Ngô Bối phải trả lời câu hỏi tại sao đa số triết gia là đồ vô lại. Đó là lý do khiến Ngô Bối buộc lòng phải trở lại định nghĩa đặc tính bẩm sinh của triết gia chân thực. Vâng, phải thế. Vậy Ngô Bối phải tìm hiểu cung cách bản chất đó biến chất, có nhiều trường hợp bản chất đó băng hoại hoàn toàn, song có trường hợp bản chất đó không hề hấn, cuối cùng, như quý hiếu nói, người ta bảo vô dụng mặc dù hoàn toàn vô hại. Sau đó Ngô Bối phải tìm hiểu bản chất tâm trí mô phỏng bản chất đó, xuất hiện đầy đủ theo đuổi triết lý, cứ thế dấn thân theo đuổi quá sức, quá cao, quá xa, rồi lầm lẫn, hết chật đường lạc điệu lại lạc điệu chật đường, đưa triết lý vào tình trạng ô danh bại giá quý hữu miêu tả. Xin tiên sinh vui lòng cho thiện nhân hay tình trạng biến chất. Bản nhân sẽ cố gắng trong khả năng của mình, nếu có thể xem xét cùng quý hữu. Bản nhân nghĩ mọi người sẽ đồng ý bản chất phối hợp như thế Ngô Bối đòi hỏi ở tâm trí triết gia lý tưởng, xem ra rất hiếm trong nhân loại và ít thấy xuất hiện trên trần gian. Quý hiếu có nghĩ vậy không? Thưa, rất hiếm. Vậy hãy nghĩ tới nguyên nhân mãnh liệt độc hại gây nên tình trạng băng hoại trong số tâm trí hiếm hoi. Nguyên nhân nào? Lạ lùng hơn hết đối với quý hiếu là mỗi phẩm chất Ngô Bối ca ngợi trong bản chất đó lại làm hư hỏng tâm trí người mang, bứt đưa người đó ra khỏi triết lý. Bản nhân muốn nói can đảm, tiết độ cùng nhiều phẩm chất khác Ngô Bối vừa kể. Tiện nhân ngạc nhiên khi nghe điều như vậy. Hơn thế, ngoài mấy đặc trưng vừa kể, đặc trưng thường gọi là yếu tố tốt đẹp trong cuộc đời cũng góp phần tác hại, lôi cuốn người đó diện mạo tuấn tú, của cải giàu có, thân thể cường tráng, liên hệ gia đình nổi tiếng, xã hội lừng danh và nhiều thứ tương tự. Quý hiếu hiểu loại yếu tố bản nhân muốn nói chứ? Vâng, nhưng tiện nhân muốn biết chính xác hơn nữa tiên sinh định nói gì? Để ý toàn bộ câu hỏi, quý hiếu sẽ nhìn thấy điều đó.
những gì Ngô Bối vừa nói sẽ không khiến Quý Hữu ngạc nhiên. Tiên sinh định nói gì? Ngô Bối đều biết hạt giống, mọi vật sinh trưởng, cây cối hay súc vật sống được là nhờ dinh dưỡng, khí hậu, đất đai đầy đủ, càng mạnh hạt giống càng đòi hỏi môi trường thích hợp, thiếu vắng những thứ đó hạt giống phát triển chậm chạp vì môi trường xấu tồi có hại đối với cái tốt đẹp nhiều hơn cái khác biệt. Dĩ nhiên, bởi thế xem ra có lý khi nói phẩm chất tốt đẹp sẽ trở nên tồi tệ nhiều hơn phẩm chất tồi tệ trong môi trường không thuận lợi. Đúng vậy. Cho nên Adeimantus ơi, dựa vào nguyên tắc này, Ngô Bối có thể nói bản tính thiên phú hơn hết trở nên đặc biệt tồi tệ nếu nuôi dưỡng, giáo dục tồi tệ phải không? Hay Quý Hữu nghĩ sai trái lớn lao, xấu xa thuần túy là sản phẩm của bản chất yếu kém chứ không phải bản chất lành mạnh băng hoại vì nuôi dưỡng? Và Quý Hữu có nghĩ bản chất yếu kém là nguyên nhân gây ra hậu quả tốt đẹp hay xấu xa không hở? Không, tiện nhân không nghĩ thế, tiện nhân đồng ý với tiên sinh. Do vậy, theo bản nhân, bản tính triết lý Ngô Bối vừa định nghĩa nếu được nuôi dưỡng, giáo dục đúng cách trong quá trình phát triển phải nảy nở tuyệt hảo. Nếu gieo trồng, nảy mầm, mọc lên ở mảnh đất không thích hợp, bản chất đó sẽ đưa tới kết quả trái ngược trừ phi có thiên mệnh bao che. Quý Hữu có cũng chia sẻ quan điểm như nhiều người cho rằng phần nào thanh niên của Ngô Bối hư hỏng vì thầy giáo chuyên nghiệp đám sophist có số trong khả năng riêng tư làm họ hư hỏng tới mức độ thực sự đáng kể không? Có phải người nói thế không ai khác mà là bọn sophist chính tông, ảnh hưởng lớn lao, giáo dục khá ư hiệu quả, biến già trẻ, trai gái, đàn ông, đàn bà thành loại người họ mong muốn không? Nhưng họ làm vậy lúc nào? Khi họ rủ nhau kéo vào hội trường, pháp đình, khí viện, khi họ tụ tập trong lều trại, tại nơi công cộng ầm ĩ, bừa bãi, phóng túng, la hét, vỗ tay hoan hô, lớn tiếng đả đảo bất kể cái gì đề nghị hoặc quyết định, khi đá ném tới tấp nơi hội họp ồn ào như chợ, tiếng hoan hô, đả đảo gia tăng dồn dập. Trước cảnh tượng như thế người thanh niên có thể giữ lòng bình thản, bất động như người ta nói không? Làm sao giáo dục cá nhân có thể đương cự áp lực như thế? Thanh niên có thể sẽ bị nhận chìm vì tiếng hoan hô, lời đả đảo cuốn phăng mang đi cùng con nước thấy mình nói năng tương tự về cái đẹp, cái xấu, cái hay, cái dở, xử sự theo đuổi, phản ứng như đám đông và trở thành người như đám đông không? Vâng, thưa tiên sinh, áp lực sẽ diễn ra. Vậy mà Ngô Bối vẫn chưa đề cập áp lực quyết liệt hơn hết. Như thế nào? Áp lực cụ thể các nhà giáo dục chuyên nghiệp, những tay triết gia sophist sành sỏi đưa ra trước khi ra tay nếu dùng lời không thể thuyết phục. Quý Hữu không biết ư họ trừng phạt bằng cách truất quyền bầu cử, tịch thu tài sản, kết án tử hình người ương bướng không chịu lắng nghe. Vâng, trừng phạt gắt gao chắc chắn họ làm. Vậy thử hỏi giáo dục riêng tư hay bất kể cá nhân sophist nào làm sao có thể đi ngược chiều hướng và chống lại áp lực như thế? Không thể, tiện nhân nghĩ. Không thể, đương nhiên, đấy là chưa kể ngớ ngẩn hết sức nếu định tâm là thứ thầy giáo như thế. Đào luyện loại bản chất khác biệt, đào luyện để đạt tuyệt hảo theo tiêu chuẩn khác biệt, tiêu chuẩn đại chúng quan niệm là không thể, chẳng bao giờ có thể, và sẽ không bao giờ có thể. Adeimantus ơi, nghĩa là bản nhân muốn nói về mặt khả năng con người, và chỉ khả năng này thôi. Như ngạn ngữ nói, không phải phép lạ. Bởi, xin Quý Hữu đừng lầm, thoát khỏi xấu xa, phát triển đúng đường trong tổ chức xã hội hiện tại, trong chế độ chính trị hiện thời có thể nói đó là nhờ thiên mệnh thiêng liêng cứu vớt. Tiện nhân cũng nghĩ vậy. Bản nhân hy vọng ngoài điểm đó Quý Hữu cũng sẽ đồng ý điểm này. Điểm gì? Số người đó kiếm sống bằng cách dạy học trả tiền, xã hội gọi là sophist, thán phục tài năng coi là địch thủ nghệ thuật. Đám nhà giáo Ngô Bối vừa nói, thực ra chẳng dạy gì, mà chỉ nhắc lại quan niệm truyền thống đa số dân chúng ôm ấp biểu lộ mỗi khi gặp mặt, họ gọi cái đó là hiểu biết. Điều bản nhân muốn nói là thế này. Tưởng tượng người trông nom con vật to lớn, lực lưỡng muốn tìm hiểu bản năng và sở thích của nó, muốn điều khiển nó, người đó phải học cách khi nào tới gần, khi nào và tại sao nó lại đặc biệt hung dữ hay hiền lành, âm thanh phát ra trong mỗi trường hợp nghĩa là gì, tiếng nói, giọng điệu phải sử dụng ra sao để vỗ về hoặc thúc đẩy. Học tập tất cả qua kinh nghiệm lâu dài, quen thuộc thường nhật, người đó gọi là hiểu biết, thu thập tóm tắt cô đọng thành nghệ thuật đem ra giảng dạy. Nhưng người đó không thực sự biết sở thích thèm muốn nào của nó đáng yêu hay đáng ghét, tốt hay xấu, phải hay trái, người đó chỉ sử dụng ngôn từ theo phản ứng của nó, gọi những gì nó làm vừa lòng là tốt, những gì nó làm trái ý là xấu.
người đó không đưa ra giải thích hợp lý, trái lại gọi yêu sách cần thiết của bản chất con vật là tốt đẹp, đáng yêu, hoàn toàn mù tịt đối với bản chất và khác biệt thực sự giữa cần thiết và tốt đẹp, và hoàn toàn không thể nói cho người khác hay cái đó là thế nào. Trời đất ơi, Quý Hiếu có nghĩ người đó làm thứ thầy giáo kỳ lạ không? Vâng, hết sức kỳ lạ. Nhưng có khác biệt thực sự giữa người đó và người nghĩ hiểu biết về đam mê, vui thú của quần chúng từ mọi giới là khoa học, bất kể người đó là họa sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ hay chính khách không? Nếu liên hệ với quần chúng, tiếp cận để phô diễn thi ca, trình bày sáng tác hoặc biểu lộ khả năng phục vụ thành quốc để quần chúng nhận xét, người đó đã lầm lạc biến quần chúng thành chủ nhân, đưa bản thân tới chỗ cần thiết tai hại, gọi là cần thiết Diomed, chỉ sáng tác những gì quần chúng chấp nhận. Quý Hiếu có bao giờ nghe lý luận nghiêm túc nào chứng tỏ sáng tác như thế là có giá trị chân thực? Không. Thưa, không, tiện nhân không hy vọng có dịp như thế. Xin nhớ điều này và hồi tưởng trước đây Ngô Bối phân biệt cái đẹp chính nó với sự vật đẹp đặc biệt, và cái thực sự là nó với đa số sự vật đặc biệt. Quý Hiếu có nghĩ quần chúng sẽ chấp nhận hoặc quan niệm sự thể không? Và quần chúng có tin sự thể như vậy không? Chắc là không. Bởi thế triết lý là cái không thể đối với quần chúng. Hoàn toàn không thể. Và bởi thế quần chúng phủ nhận triết gia. Đương nhiên. Cả số cá nhân trà trộn với quần chúng và muốn làm đẹp lòng quần chúng. Điều đó hiển nhiên. Do vậy Quý Hiếu có hy vọng nhìn thấy bản chất triết lý sẽ tồn tại chân thực với thiên hướng và kiên nhẫn duy trì tới cùng không? Hẳn Quý Hiếu còn nhớ trước đây Ngô Bối đồng ý học hỏi mau lẹ, trí nhớ minh mẫn, tinh thần can đảm, tâm hồn quảng đại là đặc tính thiên bẩm. Thưa, nhớ. Với năng khiếu thiên phú như thế, ngay từ lúc còn nhỏ người theo đuổi triết lý phải dẫn đường chỉ lối cho bạn Hiếu, đặc biệt nếu thân thể tráng kiện kết hợp với tinh thần minh mẫn. Dĩ nhiên. Bản nhân thầm nghĩ khi người đó khôn lớn, bằng Hiếu và đồng bào sẽ sử dụng để thực hiện mục đích của họ. Đương nhiên họ sẽ làm. Tỏ ra phục tùng hết sức, họ xin ân huệ, bộc lộ ngưỡng mộ, tính toán ngỏ lời tâng bốc, quyền năng ngày nào đó sẽ thuộc về người đó. Vâng, sự thể trên đời thường là vậy. Trong tình huống như thế Quý Hiếu tưởng tượng người đó xử sự thế nào? Đặc biệt nếu xứ sở cường thịnh, người đó xuất thân từ gia đình quý phái, giàu có, thân thể cường tráng, diện mạo tuấn tú. Quý Hiếu có nghĩ người đó sẽ thực hiện tham vọng lớn lao, tự nghĩ có thể giải quyết mọi việc của người Hy Lạp và dân ngoại lai không? Hay do vậy người đó trở thành vô cùng ngạo mạn, hết sức huênh hoang, phô trương phi lý, kiêu hãnh hão huyền? Thưa, chắc có. Tưởng tượng lúc đang ở tình trạng như thế có người đến gần dịu dàng nói cho người đó hay sự thật, người đó hoàn toàn thiếu hiểu biết cần trau dồi ngay bây giờ, hơn thế nếu không cần cù làm việc như nô lệ người đó sẽ không bao giờ sở đắc. Quý Hiếu có nghĩ, bị vô vàn ảnh hưởng xấu xa bùa vây, người đó sẽ sẵn sàng lắng nghe chăng? Không, người đó sẽ thấy khó khăn hết sức. Trái lại, nếu bản chất tự nhiên, năng khiếu tự nhiên nghiêng về lý luận khiến lắng nghe lời nói, nhìn thấy mục tiêu, do lôi cuốn, người đó ngả theo triết lý, Ngô Bối sẽ nghĩ bằng Hiếu phản ứng thế nào khi biết mất người đó là mất cả khả năng phục vụ lẫn tình bạn tương giao. Họ sẽ làm gì, nói gì liên hệ tới người đó, để ngăn cản người đó khỏi bị thuyết phục, hoặc liên hệ với người thuyết phục để ngăn chặn người thuyết phục không thể thuyết phục, trong khi âm thầm mưu tính hãm hại, công khai đưa ra tòa buộc tội để ngăn ngừa người đó thuyết phục giới trẻ. Họ đương nhiên làm vậy. Làm thế nào người đó có thể trở thành triết gia giao giảng triết lý? Hiển nhiên không thể. Vậy Quý Hiếu có thấy Ngô Bối hoàn toàn có lý khi nói yếu tố cấu thành bản chất triết lý bề gì cũng chịu trách nhiệm, nếu phát triển trong môi trường giáo dục tồi tệ, đối với tình trạng băng hoại của triết lý, suy sụp không thể thực hiện chức năng chính đáng, cũng như của cải tài sản cùng loại cũng góp phần không? Thưa, Ngô Bối rất có lý. Vậy Adeimantus quý hóa hay ngạc nhiên ơi, mấy thứ vừa kể là ảnh hưởng lớn lao đã hủy hoại, hủ hóa bản chất tốt đẹp rất quý hiếm, bất luận thế nào như Ngô Bối miêu tả chỉ nhằm theo đuổi cái cao cả hơn hết. Ngô Bối sẽ tìm trong số người này người nào mang xấu xa khủng khiếp, người nào đem tốt lành vô cùng cho thành quốc và quần chúng, nếu khuynh hướng dẫn họ theo đường đó. Bản chất nhỏ nhen không bao giờ làm bất kể cái gì cao cả cho cá nhân hoặc xã hội. Đúng quá. Khi vốn là người yêu tâm đầu ý hợp, số người này xa lánh, triết lý rơi vào tình trạng chơi vơi.
để nàng đơn chiếc cô độc không dạm hỏi, không cưới xin, họ theo đuổi cuộc đời không thực sự thích hợp bản chất. Trong khi theo bước đám này, thành phần bất xứng xuất hiện lại gần. Phần riêng, như đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, tứ cố vô thân, nàng gánh chịu đủ thứ nhục nhã, mọi mặt ê chề quý hiếu vừa nói đám xấu miệng tuôn lời rẻ bỉu, chê bai, nhất là số đã giao tình thắm thiết, thiểu số vô dụng, đa số tồi tệ, xấu xa. Vâng, điều đó thường nghe nói. Dĩ nhiên là vậy. Vì khi thấy mảnh đất ngon lành, ngôi nhà xinh đẹp, danh xưng ngoạn mục tước vị hoa mỹ, bỏ trống không người ở, đám còi cọc dị dạng nhảy quẫng, hớn hở rủ nhau ùn ùn kéo tới. Rời bỏ không tiếc núi nghề tầm thường qua năm tháng đã sở đắc chuyên môn tới mức độ đáng kể, so với nghề khác khéo léo gấp bội, vui vẻ rời bỏ, đám này đâm sổ vào triết lý y hệt bọn tội phạm trốn khỏi nhà lao kéo tới ẩn náu trong đền thờ. Bởi dù bị lạm dụng rơi vào tình trạng thảm thương hiện tại, triết lý vẫn duy trì danh tiếng vượt xa nghề khác, uy tín lôi kéo nhiều người, danh tiếng bản chất còm cõi khao khát ước ao sở đắc, mặc dù tâm trí bấy nát héo tàn do công việc hèn mọn nhớp nhúa, thân xác dị dạng thô kệch bởi lao động chân tay. Kết quả tất nhiên là vậy, phải không? Thưa, phải. Quý hiếu có nghĩ số người này trông khác thợ hàn nhỏ thó, hói đầu làm đồ đồng vớ được ít bạc, vừa rời nhà tù vì nợ tắm gội sạch sẽ thắng bộ mới tinh, phục sức chỉnh tề như chú rể ra đi lấy con gái chủ nhân vì nàng cô đơn, nghèo khổ, không ai để ý, gia đình gặp lúc khó khăn không? Thưa, không khác tí nào, so sánh đạt mức. Đám cưới như thế sinh đẻ thế nào? Con cái bản chất thi thiện, hèn mọn phải không? Hoàn toàn không tránh khỏi. Nếu không có giáo dục thiếu văn hóa mà tiếp cận kết thân với triết lý theo cách không xứng hợp, mô bối thử hỏi số người đó sẽ sản sinh tư tưởng và quan niệm ra sao? Liệu tư tưởng, quan niệm có xứng đáng gọi là ngụy biện không, nghĩa là không có gì chân thực hoặc mang dấu vết của hiểu biết? Chắc chắn là vậy. Chỉ còn số hết sức nhỏ sống sót Adeimantus ơi, trong số xứng đáng kết hợp giao du với triết lý, có lẽ số nhỏ lương thiện tâm hồn cao cả, vì hoàn cảnh phải lưu vong, xa cách ảnh hưởng tồi tệ, do bản chất vẫn trung thủy, hoặc đầu óc vĩ đại chào đời trong thành quốc nhỏ bé coi nhẹ khinh thường chính trị, số nhỏ tài năng thiên bẩm xuất thân từ ngành nghề họ không thực sự đề cao theo đuổi triết lý. Bản nhân cũng nghĩ có người tật nguyền như thân hữu thế ích của mô bối, có ý rời bỏ triết lý, song ốm đau giữ dịt không cho lại gần chính trị. Trường hợp bản nhân không đáng kể, dấu hiệu thiêng liêng tiên báo, vì sự thể chưa hề xảy ra với ai từ trước tới giờ. Trong nhóm nhỏ số người trở thành triết gia thưởng thức hương vị sở đắc triết lý thú vị, sung sướng làm sao, đều hiểu tình trạng điên rồ của đa số, đời sống chính trị xem ra không có gì lành mạnh, khó kiếm đồng minh trợ giúp khi chiến đấu vì công bình chính trực. Nếu không sẵn sàng tham gia cùng người khác làm điều sai trái, song không thể một mình chống lại man dợ lan tràn khắp nơi, họ sẽ chết như người bị ném vào giữa bầy thú dữ, vô dụng đối với bản thân và tha nhân trước khi làm lợi cho xứ sở và bằng hữu. Để ý nắm bắt tổng kết tất cả sự kiện, họ giữ im lặng, nín thinh, lo việc của mình. Như người núp dưới bức tường nhỏ thấp tránh phong ba bão táp, gió thổi điên cuồng, bụi bốc mù mịt, mưa rơi như chút, nom thấy người khác xử sự lố lăng, bừa bãi, họ cảm thấy mãn nguyện giữ gìn bản thân trong trắng, không vướng dính xấu xa, sai trái, dù thế nào cũng sống cuộc đời hiện tại thoát khỏi bất công bất chính, hành động thô bạo, ngổ ngáo, rồi từ giã ra đi mang theo hy vọng tốt đẹp, không giận hờn, không cay cú, phong độ vui tươi, thanh thản. Trước khi rũ áo lên đường nếu làm vậy thành quả thực ra sẽ không nhỏ nhoi. Đồng ý, nhưng thành quả cũng sẽ không lớn lao, vì họ không sống dưới cơ chế thích hợp. Nếu sống dưới cơ chế thích hợp phát triển sung mãn gấp bội, họ sẽ cứu vớt cả cộng đồng lẫn bản thân. Bản nhân thấy Ngô Bối đã bàn luận khá dài, khá đủ lý do tại sao triết lý bị mang tiếng, bị vu khống, và vu khống như thế là bất công, chẳng hay quý hiếu có điều gì nói thêm không hở. Thưa, không, về đề tài thiện nhân không có gì nói nữa, song muốn biết trong số cơ chế chính trị hiện hữu theo tiên sinh cơ chế nào thích hợp với triết lý. Xem ra chẳng có cơ chế nào, vì thế bản nhân lên tiếng cảnh báo. Hiện tại không có cơ chế xã hội nào là môi trường thích hợp với bản chất triết lý. Do vậy bản chất trở nên băng hoại, thoái hóa. Như hạt giống lạ gieo trên đất lạ do ảnh hưởng đất lạ, hạt giống trở nên éo ọt, biến chất thành cây địa phương. Ở hoàn cảnh tương tự sự thể cũng vậy, bản chất triết lý không thể phát triển đầy đủ, duy trì khả năng, mà biến thành khuynh hướng xa lạ.
Tuy thế, nếu tìm thấy cơ chế xã hội cũng tuyệt hảo như cơ chế của nó, bản chất sẽ chứng tỏ phẩm chất thực sự thánh thiện trong khi bản chất khác, khuynh hướng khác chỉ là phàm thường. Bản nhân hiểu tiếp theo chắc hẳn quý hữu sẽ hỏi cơ chế xã hội đó thế nào? Không, không phải tiên sinh hiểu lầm, tiện nhân không hỏi thế. Tiện nhân muốn hỏi có phải cơ chế Ngô Bối xây dựng và miêu tả là cơ chế tiên sinh định nói hay cơ chế khác? Phải, đa phần là cơ chế đó, song quý hữu còn nhớ Ngô Bối nói trước đây cần nhắc lại, thành quốc luôn luôn phải có người am tường nguyên tắc cơ chế cấu tạo thế nào, nguyên tắc hướng dẫn quý hữu, nhà lập pháp khi soạn luật. Vâng, Ngô Bối nói thế. Song Ngô Bối chưa làm sáng tỏ vấn đề. Bản nhân sợ muốn chứng minh sẽ dài dòng và khó khăn, vì quý hữu chống đối. Bởi thế phần còn lại không phải dễ dàng để bàn luận. Gì vậy? Làm sao sử dụng triết lý mà thành quốc không bị hủy hoại? Dự định lớn lao nào cũng gặp bất trắc rủi ro, và đúng như người ta nói, cái đáng giá thường khó đạt khó tìm. Dù sao Ngô Bối cũng phải nêu rõ vấn đề và tiếp tục trình bày tới cùng. Điều duy nhất ngăn cản Ngô Bối làm vậy không phải do thiếu ý chí mà bởi thiếu khả năng. Tự mình quý hữu sẽ thấy bản nhân sẵn sàng. Xin để ý, táo bạo và ham hở chấp nhận rủi ro, bây giờ bản nhân khẳng định thành quốc phải giải quyết việc theo đuổi triết lý theo cung cách hoàn toàn ngược với hiện tại. Xin giải thích. Hiện tại số người theo học triết lý quá trẻ vừa hết tuổi thiếu niên, theo học cách quãng trước khi lo việc trong nhà, ra ngoài kiếm tiền, bắt đầu phần khó nhất bản nhân muốn nói lý luận trừu tượng, bỏ dở khi chưa nắm vững, vậy mà được coi là huấn luyện đầy đủ về triết học. Lớn lên vào đời nếu nhận lời mời tham dự thảo luận triết học họ nghĩ sinh hoạt như thế hoàn toàn là biến sự đặc biệt, sự việc người ta thường làm lúc rảnh rỗi. Về già không còn nghị lực, sức khỏe suy nhược, dĩ nhiên trừ số nhỏ, lửa hăng hái trong lòng tắt ngấm tắt ngầm, không bao giờ cháy nữa, họ không còn quyết liệt và dứt khoát như mặt trời của Heraclitus. Vậy họ phải làm thế nào, theo đường nào tiến tới? Hoàn toàn ngược lại, khi còn trai trẻ hay nhỏ dại họ chỉ thụ huấn triết lý theo độ tuổi thích hợp, khi đang lớn họ phải đặc biệt chú trọng phát triển thể xác, đồng thời chuẩn bị khả năng tiếp thu hữu hiệu triết lý. Lớn lên tâm trí bắt đầu trưởng thành, họ có thể gia tăng trau dồi huấn luyện tâm linh, cuối cùng khi sức khỏe về chiều, không còn thích hợp với sinh hoạt chính trị hay quân sự, thả lỏng hoàn toàn, họ tung tăng gặm cỏ như gia súc thiêng liêng, không làm gì, trừ việc phụ lúc rảnh rỗi, dồn hết năng lực vào triết học. Đó là chương trình ý nghĩa với người muốn sống thoải mái, thảnh thơi, khi khoác áo ra đi mang theo số phận cuối cùng sang thế giới bên kia không thua kém cuộc đời đã sống ở thế giới bên này. Nói năng tiên sinh tỏ vẻ hăng say, song tiện nhân trộm nghĩ phần lớn người nghe hăng say hơn nhiều sẽ chống đối, nhất định không chịu thuyết phục tí nào, đặc biệt Thrasymachus. Xin đừng đào hố mâu thuẫn giữa bản nhân và Thrasymachus chỉ vì Ngô Bối vừa mới trở thành thân thiện, dẫu trước kia không phải thù nghịch. Bản nhân sẽ không ngừng cố gắng chừng nào Ngô Bối còn phải thuyết phục đương sự và thân hữu, hoặc bất luận thế nào làm cái gì để sửa soạn cho họ trong lần nhập thế sau này khi tái sinh lại hiện diện trong tranh luận tương tư. Như vậy theo tiên sinh thời gian có vẻ còn dài. Không dài đâu so với toàn thể thời gian. Dẫu thế chẳng ngạc nhiên chút nào nếu Ngô Bối không thể thuyết phục đa số. Họ chưa hề chứng kiến lời Ngô Bối phát biểu là sư thực. Trái lại, họ quen nghe lời cân xứng sắp xếp hết sức cẩn thận, không phải tranh luận tự phát hồn nhiên như Ngô Bối đang làm lúc này. Họ chưa hề chứng kiến người sẽ theo đuổi lý tưởng tuyệt hảo, cố gắng hết sức thực hiện lý tưởng bằng cả lời nói lẫn việc làm, nắm quyền điều khiển thành quốc cũng tốt đẹp như bản thân. Hiển nhiên đó là điều họ chưa một lần nhìn thấy. Chắc hẳn chẳng bao giờ. Và, người may mắn ơi! Họ cũng chưa nghe tạm đủ tranh luận tự do, thoải mái, hăng say tìm kiếm mọi nơi, cố gắng khám phá sự thật do ham muốn hiểu biết, lánh xa bàn cãi mưu mẹo chỉ nhằm tạo ấn tượng hoặc giành luận điểm ở tòa án hay phòng hội thảo. Không, họ chưa hề. Vì lý do vừa kể, nhìn thấy khó khăn, lòng đầy lo sợ, dẫu thế vì sự thật Ngô Bối buộc lòng phải thành thật nói thành quốc cơ chế hay cá nhân hoàn hảo sẽ không bao giờ xuất hiện chừng nào chưa có cơ may ép buộc triết gia thiểu số không hề xấu xa, song bị gọi là vô dụng, nắm quyền điều khiển chính trị, dù họ muốn hay không ép buộc xã hội phải tuân theo, hoặc trừ phi trời cao xui khiến quân vương hay người cầm quyền hiện tại hoặc con cái họ nảy sinh lòng yêu chân thật say đắm đối với triết lý thực sự. Theo ngụ ý, không có lý do để khẳng định một hay hai điều vừa nói là bất khả.
Nếu cả hai như vậy, bản nhân nghĩ Quý Hiếu sẽ đồng ý Ngô Bối đáng chê cười vì suy nghĩ viển vông, mơ tưởng hão huyền. Đúng không? Thưa, đúng. Bởi thế dù trong thời gian dài dặc đã qua, hoặc trong tương lai sắp tới, hay trong hiện tại sát xịt tại xứ ngoại lai cách xa quê hương ngàn vạn dặm, bất kỳ khi nào người thấm nhuần triết học do nhu cầu đòi hỏi buộc lòng tham chính, Ngô Bối sẵn sàng trong tranh luận cương quyết khẳng định thành quốc Ngô Bối miêu tả đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ tồn tại, tinh thần triết lý làm chủ tình hình. Sự thể không phải không thể. Chuyện Ngô Bối bàn luận quả thực khó khăn, song không phải bất khả. Tiện nhân cũng nghĩ vậy. Nhưng Quý Hiếu có nghĩ đa số đồng ý hay không? Thưa, có lẽ không. Adeimantus sung sướng ơi, Quý Hiếu thừa hiểu chẳng nên khe khắt cáo buộc đám đông như thế. Họ sẽ thay đổi ý nghĩ nếu thay vì sừng sộ, hung hăng nặng lời, Quý Hiếu hòa nhã, dịu dàng tìm cách dứt bỏ thành kiến chê trách họ có đối với yêu thích học hỏi. Nếu Quý Hiếu định nghĩa bản chất và giải thích khuynh hướng triết lý theo ngôn từ như Ngô Bối vừa sử dụng, nêu rõ triết gia phải thế nào, theo đuổi cái gì, họ sẽ thấy Quý Hiếu không có ý nói người họ nghĩ là triết gia. Nếu họ nhìn sự việc theo cách này, Quý Hiếu sẽ thấy họ sẽ quan niệm khác, trả lời khác, chủ trương khác. Quý Hiếu có nghĩ người thực sự cởi mở, điềm đạm sẽ tỏ ra tức giận với người tỏ ra không tức giận, hằn học với người không tỏ ra hằn học không? Bản nhân biết trước Quý Hiếu sẽ trả lời thế nào. Bản nhân không nghĩ thái độ ngoan cố như thế là đặc điểm của đa số mà của thiểu số con người trong nhân loại. Dĩ nhiên tiện phu đồng ý với tiên sinh. Thế Quý Hiếu có cũng đồng ý điểm tiếp theo đặc biệt không hợp, phần lớn dân chúng không ưa triết lý là do đám trầu hấu, vô trật tự, la lối om sòm, không mời mà tới, lạm dụng ganh ghét, cãi lộn, chỉ trích lẫn nhau, cư xử sỗ sàng, chuyện trò luôn luôn đả kích cá nhân, thái độ hoàn toàn không xứng đáng với triết lý. Vâng, đúng thế. Vì triết gia chân chính, như Quý Hiếu biết Adeimantus ơi, đầu óc luôn luôn vươn tới thực tại cao cả, không có thì giờ để ý công việc thế nhân, không dự phần khi họ tranh cãi đầy ganh tị và ác ý. Thay vì thế, ngước nhìn, quan sát triết gia biện diện với thực tại hiện hữu, bất biến, nơi không có bất công bất chính, nơi không đau khổ vì bất công bất chính, nơi lý trí và trật tự ngự trị, nơi là mô hình triết gia mô phỏng, càng nhiều càng quý, nơi triết gia tận lực đồng hóa bản thân. Quý Hiếu có nghĩ có cách nào ngăn cản người đồng hóa bản thân với bất kể cái gì người đó thích mô phỏng không hở? Thưa, không. Bởi thế do đồng hóa với thực thể trật tự thánh thiện, triết gia sở đắc hầu như vô tận đặc tính trật tự và thánh thiện, song luôn luôn gặp rèm pha, vu khống từ mọi phía. Đương nhiên là vậy. Nếu buộc lòng phải du nhập ứng dụng tiêu chuẩn đã nom thấy ở đó, kết hợp tiêu chuẩn không những trong bản thân mà cả trong đời sống công cũng như tư của con người, Quý Hiếu có nghĩ triết gia sẽ là nghệ nhân thiếu tay nghề chuyên môn để sản xuất tiết độ công bình và đức tính bình dân khác hay không? Chắc chắn không. Nếu thấy những gì nói về triết gia đều thật, quần chúng có vẫn còn tức giận với triết gia, nghi ngờ Ngô Bối nữa không? Khi Ngô Bối khẳng định không có thành quốc nào có thể tìm thấy hạnh phúc nếu không sử dụng đường nét nghệ sĩ miêu tả mô hình thánh thiện. Không, chắc là không. Nếu khám phá thấy sự thể họ sẽ thôi tức giận. Nhưng tiên sinh muốn nói đường nét thế nào, miêu tả ra sao? Trước hết nghệ sĩ phải lau sạch phông vẽ phát tả trạng thái xã hội và bản chất đạo đức của con người, muốn làm vậy không dễ đâu. Vì Quý Hiếu thừa biết ngay từ đầu nghệ sĩ triết gia của Ngô Bối khác hẳn mọi người về mặt này, họ sẽ khước từ không bắt tay vào miêu tả cá nhân, thành quốc hoặc soạn luật trừ phi có người trao tay hoặc tự mình làm ra phông vẽ sạch sẽ. Vâng, họ rất có lý. Sau đó Quý Hiếu có nghĩ đầu tiên họ sẽ phát tả đường nét chủ yếu của cơ chế chính trị không? Thưa tất nhiên, bản nhân nghĩ muốn hoàn tất tác phẩm nghệ sĩ của Ngô Bối sẽ thường xuyên quan sát hai phía, trước hết nét công bình, nét ngoạn mục, nét tiết độ và mọi thứ cùng loại trong bản chất chân thực, tiếp đến nét tương tự họ đang cố gắng sáng tạo trong con người, pha trộn, kết hợp nét khác biệt để tạo màu sắc nhân sinh, hình ảnh con người, căn cứ vào đó nhận định phẩm chất trong nhân loại Homer cũng gọi là tuyệt trần, tuyệt vời. Đúng thế. Họ sẽ xóa nét này vẽ nét khác thêm bớt điểm xuyết chừng nào bản chất con người trở thành dễ thương đối với thần linh mới thôi. Bức họa chắc hẳn sẽ ngoạn mục hết sức. Chẳng hay Quý Hiếu có nghĩ Ngô Bối nên theo cách nào đó thuyết phục số người nhất định tấn công. Quý Hiếu báo động tiến tới hùng hổ tấn công người trước đây Ngô Bối ca ngợi trước mặt họ là nghệ sĩ phác họa cơ chế xã hội không?
họ nổi đoá vì Ngô Bối trao thành quốc cho nghệ sĩ. Liệu họ có nguôi giận khi nghe Ngô Bối nói như đang nói bây giờ không? Nên lắm, nếu họ còn từ tốn, sáng suốt. Ờ, thế họ lấy cớ gì phản đối? Liệu họ có nói Triết Gia không phải người yêu sự thật và thực tại không? Nếu vậy thì phi lý hết sức. Hay phủ nhận bản chất Ngô Bối miêu tả không gần tuyệt hảo? Nếu vậy cũng phi lý. Hay họ nói bản chất như thế, nếu ở hoàn cảnh thuận lợi, môi trường thích hợp sẽ đương nhiên trở thành Triết Gia hoàn toàn tốt đẹp và sáng suốt. Hay họ thích số người Ngô Bối phủ nhận, loại trừ? Chắc chắn không. Họ còn tức giận nữa không khi Ngô Bối nói chỉ khi nào Triết Gia nắm quyền kiểm soát thì xã hội, thành quốc và quần chúng mới thoát khỏi vấn nạn, cơ chế Ngô Bối miêu tả trong lý thuyết mới có thể thực hiện đầy đủ. Có lẽ họ bớt tức giận. Xin quý hữu đừng nói bớt giận mà nói trở nên khá dịu dàng và đã chịu thuyết phục. Muốn tránh mắc cỡ, nếu chỉ vì thế, không vì nguyên nhân nào khác, họ sẽ đồng ý với Ngô Bối. Như vậy hay quá. Ta, hãy giả dụ về điểm này Ngô Bối đã tương đối thuyết phục họ. Nhưng điểm tới quý hữu có nghĩ có người trong đám sẽ phản đối nói rằng con quân vương, con thủ lãnh cầm quyền chưa chắc có bản chất triết lý không? Không, không ai sẽ nói thế. Nếu có người như vậy ra đời, liệu họ có khẳng định thế nào người đó cũng hư hỏng hay không? Ngô Bối cũng thừa nhận muốn tránh khỏi hư hỏng không phải dễ dàng mà khó khăn. Nhưng có ai phủ nhận theo bước thời gian, xuyên qua thời đại, không người nào trong đám có thể tránh khỏi hư hỏng không? Dĩ nhiên không. Ờ, một là đủ, chỉ cần một trong sạch lành mạnh. Nếu thành quốc sẵn lòng tuân theo, người đó có thể hoàn chỉnh mọi thứ khiến Ngô Bối hết nghi ngờ. Vâng, một là đủ. Vì một khi người đó cầm quyền, thiết lập luật lệ, xây dựng tập quán Ngô Bối miêu tả, tất nhiên có thể khẳng định quần chúng sẽ tuân theo, sẵn sàng thực hiện. Tất nhiên. Vậy phải chăng đó là phép lạ bất khả nếu người khác tán đồng quan điểm của Ngô Bối? Tiện nhân nghĩ không phải. Ngô Bối đã chứng minh khá đầy đủ trong tranh luận trước đây, nếu có thể ứng dụng, đề nghị của Ngô Bối sẽ là đề nghị tuyệt hảo. Vâng, Ngô Bối đã chứng minh. Bởi thế bây giờ Ngô Bối có thể kết luận định chế Ngô Bối đề nghị, nếu ứng dụng, là định chế lý tưởng, và Ngô Bối công nhận thực hiện định chế đó khó khăn, song không phải không thể. Vâng, Ngô Bối có thể kết luận như vậy. Ừ, phần đề tài đó đã làm xong, mặc dù không phải không khó khăn. Bây giờ Ngô Bối phải bàn phần còn lại, tìm hiểu việc học hỏi, ngành theo đuổi sẽ sản sinh người duy trì định chế. Họ sẽ học cái gì, tuổi nào họ bắt đầu? Vâng, Ngô Bối cần bàn đề tài như thế. Trong tranh luận bản nhân quả thật đoản vị không loại bỏ để rồi ra hãy bàn đề tài rắc rối về chuyện lấy vợ đẻ con, đưa người lên cầm quyền. Bản nhân làm vậy ấy là vì hiểu cơ chế hoàn toàn và tuyệt đối chân thực là điều sẽ gây ra khó khăn, tạo nên oán trách. Dẫu thế bây giờ bản nhân vẫn cần miêu tả. Ờ, đúng rồi, đặc biệt vấn đề vợ con đã bàn đầy đủ, nhưng vấn đề người cầm quyền phải bàn lại từ đầu. Chắc quý hữu còn nhớ Ngô Bối nói người đó phải chứng tỏ yêu quý thành quốc, phải trải qua thử nghiệm cả sung sướng lẫn đau khổ, phải trung thành, cương quyết, không chao đảo trước cực nhọc, hãi hùng, khó khăn, thăng trầm trong mọi hoàn cảnh. Người không vượt qua thử nghiệm sẽ bị loại bỏ. Trái lại, người vượt qua không hề hấn, như vàng thử lửa, sẽ được đưa lên cầm quyền, trao danh dự và phần thưởng khi sống cũng như lúc chết. Ngô Bối nói đại loại như vậy, song ngại khơi dậy vấn đề Ngô Bối trực diện bây giờ, tranh luận không đi vào đề tài, chỉ lướt qua không ai hay biết. Đúng thế, thưa tiện phu nhớ. Quý hữu ơi! Bản nhân do dự nói điều liều lĩnh bản nhân vừa bỏ qua, nhưng bây giờ xin cho phép tỏ ra can đảm bản nhân tuyên bố vệ quốc đúng nghĩa hơn hết phải là Triết Gia. Vâng, cần khẳng định rõ ràng như vậy. Nên nhớ số đó có lẽ rất ít. Phẩm chất trong bản chất Ngô Bối đề cập như điều kiện cần thiết họ phải có thường không kết hợp thành tổng thể, mà thường thấy phát triển rời rạc tách biệt. Tiên sinh muốn hàm ý thế nào? Quý hữu thừa biết người học hỏi mau lẹ, trí nhớ minh mẫn, đầu óc sáng suốt, nhận thức tinh tế, và phẩm chất đi cùng năng khiếu vừa kể, tấm lòng nhiệt tình, tầm nhìn quảng đại, người như thế thường không cùng lúc chịu sống cuộc đời quy củ, êm ả, phẳng lặng. Trái lại, do hăng hái đẩy đưa tính khí thay đổi, họ sống phóng túng, cuộc đời hoàn toàn thiếu ổn định. Đúng thế.
Trái lại, người kiên trì, cương quyết, quý hiếu có thể tin tưởng, không thay đổi dễ dàng vì sợ hãi ngoài chiến trường, cũng không thay đổi trong học hỏi. Họ đáp ứng khó khăn, họ học hỏi vất vả, tình trạng bất động như thể chỉ độn. Trực diện với cái gì đòi hỏi cố gắng trí não, họ ngáp rồi rơi vào tình trạng buồn ngủ. Chuyện đó đúng quá. Nhưng Ngô Bối đòi hỏi đầy đủ và tốt đẹp hai phẩm chất như thế là điều tiên quyết ở người sẽ tiếp thu giáo dục chính xác, đón nhận vinh dự quyền hành tối thượng. Thưa, hiếu lý. Quý hiếu có nghĩ người như thế, pha trộn như vậy là hiện tượng hiếm hoi không? Dạ, dĩ nhiên. Ngô Bối phải không những thử nghiệm qua cực nhọc nguy hiểm, vui sướng Ngô Bối đã kể, mà còn phải kiếm tìm trong đủ thứ nghiên cứu trí thức Ngô Bối bỏ qua trước đây, để xem bản chất này có thể chịu đựng ngõ hầu theo đuổi hình thức hiểu biết tuyệt vời, không nao núng như phẩm chất khác chùn bước trong thử nghiệm thể xác. Thử nghiệm như thế là phải, nhưng tiên sinh hàm ý thế nào khi nói hình thức học hỏi tuyệt vời? Quý hiếu hẳn còn nhớ Ngô Bối phân biệt ba yếu tố trong tâm trí, sau đó bàn luận bản chất công bình, tiết độ, can đảm và sáng suốt. Nếu không, tiện phu chẳng xứng đáng nghe nốt phần tranh luận. Và quý hiếu có nhớ Ngô Bối nói gì trước khi đi vào đề tài không? Cái gì vậy? Ngô Bối nói muốn nhìn phẩm chất đó thực sự rõ ràng phải đi vòng khá lâu, làm vậy bất kỳ ai tiến tới tìm hiểu cũng sẽ nom thấy, song căn cứ vào đàm luận trước đây Ngô Bối cũng có thể đưa ra chỉ dẫn sơ sai. Quý hiếu nói như vậy là thỏa đáng. Trái lại, bản nhân nghĩ phát biểu lúc đó như thế thiếu chính xác. Có chính xác hay không chỉ quý hiếu biết. Tiện phu nghĩ về sự thật tiên sinh đã trao cho Ngô Bối phương thức tốt đẹp và xem ra dường như cả người khác nữa. Adeimantus quý mến ơi, đối với đề tài loại này, phương thức xa thực tế tới mức độ nào đó không phải phương thức tốt đẹp. Cái bất toàn không thể là phương thức cho bất kỳ cái gì, mặc dù đôi khi người ta nghĩ như thế là đủ, không cần tìm kiếm xa nữa. Vâng, nhưng thông thường là vậy vì họ quá biếng nhác. A, đó là phẩm chất hầu như không cần có ở người bảo vệ thành quốc và luật pháp. Hẳn thế. Quý hiếu ơi, người đó phải đi vòng khá xa cố gắng học hỏi, tham gia thụ huấn văn hóa và luyện tập thể dục cực nhọc gian nan. Nếu không rút cuộc, như Ngô Bối vừa nói, người đó sẽ không bao giờ vươn tới hình thức hiểu biết tuyệt vời, hiểu biết đó sẽ đặc biệt thuộc về bản thân. Giáo trình vừa kể phải chăng là đề tài học hỏi quan trọng hơn hết? Có gì quan trọng hơn công bình và phẩm chất Ngô Bối bàn luận không? Có, không những quan trọng mà thực sự là loại sự việc đòi hỏi không nên chỉ quan sát đường nét đơn thuần, như Ngô Bối đang làm bây giờ, kẻo không nhìn ra chi tiết bức họa hoàn chỉnh. Bởi xem ra không phi lý hay sao, dồn hết năng lực và cố gắng để có bức họa chính xác, rõ ràng tới mức tối đa về sự vật tầm thường, trong khi không đòi hỏi chính xác tối đa dành cho đề tài vĩ đại. Thậm phi lý. Nhưng tiên sinh khó lòng thoát khỏi chất vấn về cái tiên sinh gọi là hình thức hiểu biết tuyệt vời và đối tượng của hình thức đó. Chắc là không, bản nhân không hy vọng thoát khỏi quý hiếu, nhưng cứ hỏi. Dù sao quý hiếu đã nhiều lần nghe bản nhân bàn luận đề tài, nhưng bây giờ một là tư duy thiếp ngủ tâm trí lơ là, hai là định bụng gây khó khăn bằng cách nói ngược bản nhân nghi thái độ sau. Quý hiếu thường nghe bản nhân trình bày đối tượng tuyệt vời của hiểu biết là bản chất cốt yếu của chân thiện, vì do hình trạng này sự việc công bình, sự việc đạo đức trở nên ích dụng và giá trị đối với Ngô Bối. Chắc hẳn bây giờ quý hiếu muốn bản nhân nói thế và nói thêm hiểu biết của Ngô Bối về bản chất đó khiếm khuyết. Chẳng cần nói quý hiếu cũng biết, nếu không hiểu bản chất đó, dù hiểu sự việc hoàn chỉnh đến đâu, hiểu biết của Ngô Bối cũng vô dụng, chẳng khác sở đắc bất kể cái gì mà không có chân thiện. Quý hiếu có nghĩ sở đắc đủ thứ của cải có lợi ích gì không nếu của cải không chân thiện? Hoặc sở đắc mọi hình thức hiểu biết mà không có hiểu biết về chân thiện, như vậy là hiểu biết mà không hiểu biết chân thiện hoặc toàn mỹ là thế nào? Thưa, không, trời ơi, bản nhân không biết. Nhưng quý hiếu cũng biết phần lớn người bình dân nghĩ vui thú là chân thiện, trong khi thành phần tinh hoa, người ưu tú nghĩ chân thiện là hiểu biết. Vâng. Ngược lại, quý hiếu ơi, người chủ trương quan điểm dưới không thể giải thích chính xác cho Ngô Bối hay thế nào là hiểu biết, cuối cùng buộc lòng phải nói đó là hiểu biết chân thiện. Quá ư phi lý. Dĩ nhiên họ không sao tránh khỏi phi lý, nếu sau khi chỉ trích Ngô Bối không biết chân thiện lại nói với Ngô Bối làm như Ngô Bối thực sự hiểu biết chân thiện.
vì họ nói đó là hiểu biết chân thiện, như thể Ngô Bối hiểu họ muốn nói gì khi thốt ra chữ chân thiện. Đúng quá! Thế người định nghĩa chân thiện là vui thú thì sao? So với người khác họ có bớt lẫn lộn không hở? Liệu họ có cũng buộc lòng thừa nhận trong trường hợp này có vui thú xấu xa không? Đương nhiên! Bởi thế cho nên họ phải thừa nhận một vật có thể vừa tốt lành vừa xấu xa, phải không? Thưa, phải. Như vậy rõ ràng đề tài sẽ gây tranh luận sôi nổi và thường xuyên. Vâng, chắc vậy. Hơn thế, sự thể cũng rõ ràng đối với vấn đề công bình hoặc giá trị nhiều người thích ngoại diện hơn thực chất bất kể căn cứ vào đó để sở hữu, hành xử, suy nghĩ, song không ai thích cái chỉ có vẻ chân thiện, mà muốn cái thực sự chân thiện, và ai cũng chê bề ngoài, phải không? Đúng quá! Chân thiện là cứu cánh của mọi cố gắng, đối tượng mọi tâm hồn hướng tới. Tâm hồn trực cảm chân thiện hiện hữu, song không hiểu ngọn nguồn. Do ngần ngừ, lưỡng lự, không thể nắm bắt trọn vẹn để biết chân thiện thực sự thế nào, tâm hồn không có niềm tin vững chắc như với sự vật khác. Vì thế tâm hồn không tìm thấy giá trị sự vật khác có thể sở đắc. Chân thiện vĩ đại và quý giá đến thế, liệu Ngô Bối có đồng ý do tin tưởng sẽ trao phó mọi thứ cho công dân sáng giá hơn hết trong thành quốc chìm đắm trong bóng tối đối với đề tài quan trọng như thế hay không? Nhất định không. Bất luận thế nào bản nhân nghĩ điều chân và điều mỹ, khi không ai hiểu từ đó cũng phát xuất điều thiện, không có người bảo vệ xứng đáng, nếu người bảo vệ không hiểu điều thiện liên quan tới hai điều. Và bản nhân nghi nếu không hiểu điều thiện, không ai thực sự hiểu điều chân và điều mỹ là gì. Nghi ngờ có căn cứ. Thành quốc của Ngô Bối sẽ lèo lái thích đáng chỉ khi nào vệ quốc sở đắc hiểu biết như thế nắm quyền điều khiển. Đương nhiên phải vậy, nhưng phần mình thì sao? Tiên sinh có nghĩ chân thiện là hiểu biết hoặc vui thú không? Hay tiên sinh nghĩ chân thiện khác thế? Nghe kìa người đâu, rõ ràng đôi khi quý hữu không thỏa mãn với quan điểm người khác bày tỏ về đề tài. Dẫu thế thiện phu không nghĩ tiên sinh phải tí nào, chỉ kể quan điểm của người khác không kể quan điểm của mình, nhất là với người đã bỏ khá nhiều thời gian như tiên sinh ôm ấp bận bịu với đề tài. Mà này! Quý hiếu có nghĩ nói điều mình không hiểu làm như mình hiểu là phải không? Làm như hiểu là không phải, song phải với người có quan điểm bày tỏ quan điểm đó là thế nào? Sao, thế quý hiếu không để ý quan điểm không căn cứ vào hiểu biết luôn luôn sai lầm ư? Giá trị lớn nhất trong số là mù đặc. Quý hiếu có nghĩ người biểu lộ quan điểm chân thực song không hiểu biết chẳng khác người mù đi theo lề phải ư? Không khác. Quý hiếu có muốn bản nhân trình bày sự việc tồi tàn, đuôi mù, dị dạng khi có thể nghe người khác kể sự việc tươi sáng, ngoạn mục không? Không, trời ơi! Socrates, Glaucon năn nỉ, đừng dừng bước như thể tiên sinh đã tới đích. Ngô Bối sẽ mãn nguyện vô cùng nếu tiên sinh bàn luận chân thiện như cách tiên sinh bàn luận công bình tiết độ cùng đề tài khác. Ô thân hiếu quý mến ơi, làm vậy cũng khiến bản nhân mãn nguyện hết sức, song bản nhân sợ ngoài khả năng, và bản nhân ngại nếu liều mạng bản nhân sẽ biến mình thành trò cười vì vụng về kém cỏi. Bởi thế, bản nhân đề nghị quý hiếu quý hóa, những người đầy ơn phước Ngô Bối hãy tạm ngừng định nghĩa bản chất chân thiện lúc này. Bản nhân lo đạt tới cái bản nhân nghĩ là câu trả lời thỏa đáng là vượt quá phạm vi tìm hiểu hiện tại của Ngô Bối. Tuy thế, bản nhân sẽ sẵn sàng nói quý hiếu hay, nếu quý hiếu muốn, cái hình như là con đẻ của chân thiện giống chân thiện hết sức. Nếu không Ngô Bối nên ngừng. Nói cho Ngô Bối hay chuyện đứa con, còn chuyện người cha tiên sinh giữ đó sau này sẽ tính. Đó là món nợ bản nhân hy vọng trả và quý hiếu nhận đầy đủ thay vì chỉ trả tiền lời đối với tiền vay. Hiện tại xin vui lòng nhận thằng con bản nhân miêu tả, sản phẩm của chân thiện như tiền lời. Song xin cẩn thận bản nhân không cố ý phỉnh lừa quý hiếu, bịa chuyện tiền lời phải trả. Ngô Bối sẽ cẩn thận tối đa. Vậy bắt đầu. Bản nhân sẽ làm, nhưng trước hết phải được quý hiếu đồng ý. Xin lưu ý quý hiếu phân biệt Ngô Bối phát biểu trước đây, và nhắc lại nhiều lần trong lúc thảo luận. Phân biệt thế nào? Ngô Bối phân biệt có nhiều sự vật, đặc biệt là sự vật đẹp, nhiều sự vật là sự vật tốt, trong khi bàn luận Ngô Bối khẳng định sự vật hiện hữu như vậy. Vâng, đúng thế. Mặt khác Ngô Bối cũng khẳng định cái đẹp tồn tại trong chính nó, cái tốt hiện hữu trong chính nó, cũng như tất cả sự vật lúc đó Ngô Bối xếp loại như đa số.
Bây giờ, làm ngược lại, Ngô Bối xếp loại mỗi sự vật theo hình trạng duy nhất, như thể hình trạng là một, và Ngô Bối gọi mỗi sự vật theo thực trạng của nó. Đúng thế. Ngô Bối nói sự vật cụ thể là đối tượng của thị giác, không phải đối tượng của tư tưởng, trong khi hình trạng là đối tượng của tư tưởng, không phải đối tượng của thị giác. Đương nhiên, với bộ phận nào trong cơ thể Ngô Bối có thể nhìn sự vật Ngô Bối nhìn? Với thị giác, Ngô Bối nghe bằng tính giác và nhận thức sự vật bằng giác quan khác. Đúng thế. Vậy Quý Hiếu có để ý người sáng tạo giác quan cho Ngô Bối hào phóng nhường nào đã cho thị giác năng lực nhìn lại còn làm cả sự vật để thị giác nhìn không? Tiện nhân không thể nói có để ý hay không. Vậy đặt vấn đề thế này, tính giác và âm thanh có cần cái gì trợ giúp để tai có thể nghe và âm thanh có thể nghe thấy? Yếu tố thứ ba, không có cái đó, tính giác không thể nghe, âm thanh không thể nghe thấy không? Không, cả hai không cần cái gì. Sự thể cũng đúng với giác quan khác, bản nhân muốn nói tất cả. Hay Quý Hiếu có thể kể giác quan nào cần cái gì không? Thưa, không. Nhưng Quý Hiếu có để ý thị giác và đối tượng của thị giác cần cái như thế không? Như thế nào? Nếu mắt có khả năng nhìn, mắt sẽ tìm cách sử dụng khả năng này. Nếu sự vật có màu sắc, dẫu vậy Quý Hiếu biết mắt sẽ không nhìn thấy gì, màu sắc sẽ không nhìn thấy, nếu không có yếu tố thứ ba hiện diện cụ thể và tự nhiên thích hợp với mục đích. Cái gì vậy? Cái Quý Hiếu gọi là ánh sáng. Đúng. Ý thức của thị giác và khả năng của đối tượng ràng buộc chặt chẽ với nhau trên phạm vi rộng lớn bởi liên hệ quý báu hơn liên hệ nối kết bất kể giác quan nào với đối tượng, nghĩa là quý báu lắm, nếu ánh sáng không bị coi thường. Thưa, không nhất định trang trọng. Vậy thiên thể nào Quý Hiếu coi là liên hệ tới chuyện này? Ánh sáng của thiên thể khiến mắt Ngô Bối nhìn và thấy đối tượng hoàn chỉnh, ngoạn mục đến thế. Tiện nhân sẽ trả lời như tiên sinh hoặc bất kỳ ai, tiên sinh muốn nói mặt trời chứ gì. Vậy thị giác liên hệ tự nhiên với nguồn gốc thiêng liêng như vậy phải không? Như thế nào? Mặt trời không phải thị giác và cũng không phải vật thể Ngô Bối gọi là con mắt trong đó thị giác cư ngụ. Nhất định không phải. Tuy thế trong số cơ phận của giác quan con mắt giống mặt trời hơn hết. Vâng, hết sức. Vậy thị lực là tinh chất mặt trời bào chế cho con mắt. Hiển nhiên, tuy không phải thị giác, song mặt trời là nguồn gốc của thị giác và thị giác nhìn thấy mặt trời. Đúng không? Đúng vậy. Bản nhân gọi mặt trời là con đẻ của chân thiện sinh con tương tự bản thân, trong thế giới siêu hình chân thiện có liên hệ thế nào với tư tưởng và sự vật nhận thức thì trong thế giới hữu hình mặt trời cũng có quan hệ tương tự với thị giác và vật thể quan sát. Như thế nào, xin vui lòng giải thích thêm một chút. Quý Hiếu biết khi Ngô Bối để mắt nhìn vật thể màu sắc không còn như lúc có ánh sáng ban ngày mà mờ dần trong bóng đêm như dưới ánh trăng, ánh sao, mắt Ngô Bối nhìn lờ mờ và có vẻ hầu như đuôi mù làm như không còn thị giác rõ ràng. Đúng thế. Nhưng khi Ngô Bối nhìn vật thể mặt trời soi sáng, mắt Ngô Bối nhìn rõ ràng, thị giác xuất hiện hiển nhiên trong cùng con mắt. Vâng, đúng thế. Áp dụng loại suy vào tâm trí, khi xoáy sâu vào vật thể rực sáng vì sự thật và thực tại, tâm trí hiểu và biết vật thể, tâm trí có tư tưởng là hiển nhiên. Nhưng khi dán mắt vào vật thể trộn lẫn bóng tối trong thế giới thay đổi, biến dạng, đúng độ hoàng hôn, tâm trí chỉ có thể hình thành quan niệm, tầm nhìn chập choạng, quan niệm trao đảo, tâm trí vào lúc như thế dường như không sở đắc tư tưởng. Thưa, đúng vậy. Bởi thế có thể nói cái đem lại cho đối tượng của hiểu biết sự thật và tâm trí người hiểu biết khả năng nhận thức là hình trạng của chân thiện. Vì chân thiện là nguồn gốc của hiểu biết và sự thật, Quý Hiếu đúng khi nghĩ chân thiện là đối tượng của hiểu biết, song là cái khác hơn, rực rỡ hơn hiểu biết và sự thật. Cũng như Quý Hiếu đúng khi nghĩ ánh sáng và thị giác giống mặt trời, song sai nếu nghĩ cả hai là mặt trời, bởi thế chỗ này lại đúng nếu nghĩ hiểu biết và sự thật giống chân thiện, nhưng sai nếu cho rằng cả hai là chân thiện, vị thế chân thiện vẫn phải xếp loại, vinh danh cao hơn. Tiên sinh đề cập cái rực rỡ giá trị khôn lường, nếu cái đó không những cung ứng hiểu biết và sự thật mà còn ngoạn mục hơn cả hai. Tiện nhân muốn nói chắc hẳn tiên sinh không hàm ý đó là vui thú. Chả ác ý, Glaucon. Thôi Ngô Bối nên tìm hiểu hình ảnh cái đó theo cách này. Như thế nào?
Bản nhân nghĩ Quý Hữu sẽ đồng ý mặt trời không những tạo khả năng cho thị giác nhìn thấy đối tượng mà còn cung ứng cho đối tượng quá trình hình thành, phát triển, dinh dưỡng mặc dù chính nó không kinh qua tiến trình tương tự. Sao lại thế? Vì vậy có thể nói chân thiện là nguồn cội không những của nhận thức đối tượng của hiểu biết mà còn là hiện hữu và thực tại của đối tượng của hiểu biết, dẫu thế chân thiện tự nó không là thực tại đó, mà vượt xa cao hơn thực tại đó về uy danh và quyền năng. Chắc hẳn nó siêu việt một cách kỳ lạ, Glaucon nhận xét dí dỏm. Ấy, đừng vội trách cứ bản nhân. Chính Quý Hữu đã thúc đẩy bản nhân nói những gì bản nhân nghĩ về cái đó. Vâng, đúng thế, song chớ ngừng, nếu cần chỉ một tí, mà tiếp tục giải thích tình trạng tương tự với mặt trời. Dù thế nào cũng hoàn tất loại suy, đừng bỏ qua cái gì, nếu tiên sinh chưa hoàn tất. Thực ra bỏ qua nhiều rồi, song bản nhân hầu như chưa hoàn tất. Đừng bỏ qua ngay cả chi tiết nhỏ nhặt. Rất tiếc bản nhân sợ phải bỏ qua quá nhiều, nhưng trong tình huống hiện tại cố gắng giải thích tối đa bản nhân sẽ không bỏ qua cái gì. Vâng, xin đừng tiên sinh. Quý Hữu nên nhớ bản nhân đề cập hai quyền lực, một tối thượng đối với mọi vật trong vùng lý tính, một tối thượng đối với sự vật trong vùng hữu hình. Bản nhân không nói vũ trụ vật lý kẻo Quý Hữu lại bảo bản nhân chơi chữ, gọi tên theo kiểu triết phái sophist. Dù sao Quý Hữu cũng có trước mặt hai trật tự sự vật loại hữu hình và loại lý tính. Vâng. Hãy hình dung sự vật như đường thẳng chia thành hai phần không bằng nhau, rồi lại chia hai phần đó theo tỷ lệ tương tự, miêu tả phần hữu hình và phần lý tính. Quý Hữu sẽ có các phần liên hệ với nhau theo tỷ lệ sáng và tối tương đối. Phần thứ nhất của phần hữu hình gồm hình ảnh, nói hình ảnh bản nhân muốn nói trước tiên một số sự vật bóng mờ, hình chiếu trên mặt nước, hoặc bất kể cái gì bóng láng, nhãn nhụi mịn mặt đại loại như vậy, mong Quý Hữu hiểu ý bản nhân. Thưa tiện nhân hiểu. Phần khác của phần hữu hình dành cho vật thể sinh ra hình ảnh, sinh vật quanh ngô bối, đủ loại thảo mộc động vật trên trần gian, cả đồ vật chế tạo nữa. Tiện nhân xếp tất cả như vậy. Quý Hữu có sẵn sàng đồng ý hai phần đó khác nhau ở chỗ một thực một không thực và liên hệ của hình ảnh với nguồn gốc cũng tương tự liên hệ của quan niệm với hiểu biết không? Chắc hẳn tiện nhân đồng ý. Tiếp theo xin để ý phần lý tính của đường thẳng phân chia ra sao? Như thế nào? Như thế này, trong một phần của phần này tâm trí sử dụng nguồn gốc của trật tự hữu hình như hình ảnh, song tìm hiểu phải dựa vào giả thiết rồi từ giả thiết tiến tới không phải nguyên lý đầu tiên mà kết luận. Trong phần khác tâm trí di chuyển từ giả thiết tới nguyên lý đầu tiên không liên hệ tới giả thiết không sử dụng hình ảnh trong phần trước, song tiếp tục tìm hiểu hoàn toàn bằng và qua hình trạng. Tiện nhân không hiểu tiên sinh định nói gì. Vậy bắt đầu lại, Quý Hữu sẽ hiểu không chút khó khăn điều bản nhân sắp nói bây giờ. Bản nhân nghĩ Quý Hữu biết người học hình học toán học mấy thứ cùng loại, thừa nhận số chẵn, số lẻ, hình kỳ hà, ba loại góc và nhiều thứ liên hệ mỗi môn học làm như đã hiểu tất cả. Người học coi tất cả như giả thiết không cần giải thích cho chính mình hoặc bất kỳ ai như thể tất cả hiển nhiên với mọi người. Đó là bước khởi đầu. Bước tiếp theo đi từ giả thiết qua chứng minh tiệm tiến họ tới kết luận đã định dựa trên cái họ bỏ công tìm hiểu. Thưa, điều đó tiện nhân hiểu. Quý Hữu cũng biết trong khi bàn luận họ sử dụng hình hữu hình, nhưng họ không thực sự nghĩ tới hình hữu hình, mà nghĩ tới nguyên bản hình hữu hình giống hệt. Họ không tranh luận về hình vuông, đường chéo trong hình vuông họ vẽ, mà tranh luận về bản thân hình vuông hay bản thân đường chéo, hoặc bất kể hình thế nào. Hình thực sự họ vẽ hoặc mô phỏng, dọi bóng và phản chiếu trên mặt nước, tất cả họ chỉ coi như hình ảnh, đối tượng thực sự để họ tìm hiểu bị lu mờ, trừ với con mắt của lý trí. Đúng thế. Loại sự vật này bản nhân gọi là lý tính, song theo bản nhân tâm trí phải sử dụng giả thiết để tìm hiểu, không nhảy vụt tới nguyên lý đầu tiên, vì không thể rời bỏ và vượt qua giả thiết mà sử dụng sự vật đó như hình ảnh, sự vật đó lại có hình ảnh và bóng mờ ở mức độ thấp hơn, so với hình ảnh của mô hình được coi là trong sáng và giá trị. Tiện nhân hiểu tiên sinh muốn nói sự thể diễn ra trong hình học và khoa học tương tự. Cũng nên hiểu khi nói tới phần khác của phần lý tính theo đường thẳng, trong quá trình lý luận, bản nhân muốn nói loại lý trí sử dụng khả năng biện chứng để nắm bắt, loại này không coi giả thiết như nguyên lý đầu tiên, mà như giả thiết theo nghĩa chính xác, nghĩa là điểm bắt đầu và bước nhảy đi lên ngõ hầu đạt cái không liên hệ tới giả thiết và là nguyên lý đầu tiên của mọi sự vật hiện hữu.
tới nơi nắm bắt nguyên lý, giữ chặt hệ quả đi theo, loại này lại đi xuống kết luận. Toàn bộ phương thức không sử dụng bất kể cái gì trong thế giới hữu hình, song chỉ di chuyển từ hình trạng qua hình trạng cuối cùng đến hình trạng trong chính nó, do chính nó. Tiện nhân hiểu, song không đầy đủ, vì cái tiên sinh miêu tả nghe như việc làm khủng khiếp. Tiên sinh muốn phân biệt phần của thực tại và lý tính, khoa biện chứng nghiên cứu là rõ ràng hơn phần nghiên cứu bởi cái người ta mệnh danh lãnh vực kiến thức. Lãnh vực vừa kể coi giả thiết như nguyên lý đầu tiên, muốn tiến tới quan sát chiêm nghiệm đề tài, người nghiền ngẫm buộc phải tiến tới bằng lý luận, không bằng nhận thức giác quan, vì khi nghiên cứu họ không trở lại nguyên lý đầu tiên mà tiến hành từ giả thiết cho nên tiên sinh nghĩ họ không am tường đề tài, mặc dù đề tài có thể hiểu nếu tiếp cận từ nguyên lý đầu tiên. Tiện nhân thấy hình như tiên sinh gọi sinh hoạt tâm trí của nhà hình học và người thực tập lãnh vực kiến thức liên hệ là lý luận, không phải hiểu biết, hàm ý lý luận là cái ở giữa quan niệm, C cộng đi, và hiểu biết. Quý hữu bám sát nắm vững vấn đề. Bây giờ xin nối 4 trạng thái tâm linh tương ứng với 4 phần trên đường thẳng. Phần thứ nhất là nhận thức, phần thứ hai là lý luận, phần thứ ba là quan niệm, phần cuối cùng là tưởng tượng. Sau đó quý hữu xếp loại tùy theo tỷ lệ, song nhớ về mức độ càng gần sự thật đề tài của trạng thái tâm linh càng rõ rệt. Tiện nhân hiểu và tán đồng sắp xếp tiên sinh đề nghị,